Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 23. Đại hội liên minh được tổ chức trong một khách sạn ở trung tâm thành phố, lúc này trong khách sạn đã được dọn dẹp sạch sẽ, các gia tộc lớn nhỏ đều tề tụ về đây. Là một phần của thành phố Kim Châu, bọn họ đương nhiên có tư cách tới tham gia đại hội liên minh lần này. Dù sao thì đại hội liên minh này liên quan đến an nguy và lợi ích của cả thành phố Kim Châu nên những gia tộc đều hiểu rõ. Cho dù không nắm chắc được vận mệnh của mình nhưng nếu có phải chết bọn họ cũng biết trước được lý do. Đến rồi, đúng lúc này, ở cửa khách sạn đột nhiên vang lên giọng nói, Bách Lý Thuần đang tiếp các gia tộc thì lúc này lập tức đi tới. Cả hàng người đi vào, đi đầu là một người đàn ông trung tuổi sắc mặt vàng vọt, nhưng ông ta lại mang theo khí thế rất hùng hồn, vừa vào trong đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tần Văn Minh đi sau người này. Lúc này khi thấy Bách Lý Thuần thì vội nói với người đàn ông kia, chú, vị này chính là người bạn nhà họ Bách Lý mà cháu nói với chú trước đó. Tại hạ Bách Lý Thuần, đại trưởng lão nhà họ Bách Lý Thuần chắp tay nhìn người đàn ông trung tuổi, sau đó nở nụ cười nhìn sang Tần Văn Minh, hỏi cậu Tần, vị này chính là tiền bối Tần Thiếu Phong phải không? Ông ta gọi người này là tiền bối vì Tần Thiếu Phong đã đạt cảnh giới võ đạo đại sư. Trong lòng Bách Lý Thuần đương nhiên hiểu rõ những người đã đạt cảnh giới võ đạo đại sư, kẻ nào kẻ nấy vô cùng cao ngạo, ai mà luận trên dưới dựa theo tuổi tác nữa, chắc chắn phải dựa vào thực lực để luận rồi. Đây cũng là điều mà ông ta cam tâm tình nguyện gọi một tiếng tiền bối. Cho dù tuổi của Bách Lý Thuần lớn hơn Tần Thiếu Phong nhưng tu vi võ đạo của người ta cao hơn mình, gọi người ta một tiếng tiền bối cũng là thể hiện tinh thần thượng võ của nhà họ Bách Lý, việc này cũng không khó để chấp nhận. Chính là đại diện đối ngoại của nhà Bách Lý à, Tần Thiếu Phong liếc Bách Lý Thuần, sau đó hỏi điềm nhiên, mấy ngày trước, cháu tôi bị bắt nạt ở địa bàn nhà họ Bách Lý quản lý, việc này có phải nhà họ Bách Lý nên cho nhà Tần Thị chúng tôi câu trả lời không? Đây, Bách Lý Thuần xứng người, sau đó cười trừ, là tại hạ thất trách, xin Tần tiền bối lượng thứ. Hừ, Tần Thiếu Phong khẽ hắng giọng, đột nhiên một luồng khí tức phát ra, Bách Lý Thuần đột nhiên lùi sau vài bước, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây chính là sức mạnh của võ đạo đại sư sao? Chỉ dựa vào một ánh mắt, một luồng khí tức cũng có thể ép ông ta khó có phản ứng lại được. Chú, việc này ông thể trách ông ta, thấy chú ruột ra mặt cho mình, Tần Văn Minh đắc ý ra mặt, có điều hắn vẫn vội đi tới, nhìn Bách Lý Thuần cười ái ngại. Người làm cháu tôi bị thương đến chưa? Nghe Tần Văn Minh nói vậy, Tần Thiếu Phong mới thu ánh mắt về, sau đó đảo mắt một lượt, cau mày, hỏi, Đinh Dũng, tên ở rể nhà họ Hàn. Đại diện nhà họ Trương, trước đó tôi đã từng cho hắn cơ hội, đáng tiếc hắn không biết trân trọng, vậy thì đừng trách nhà họ Tần thì tôi cay độc. Chúng ta ở đây đợi hắn, nếu hắn dám bước vào đây nửa bước thì tôi nhất định lấy mạng hắn, nói rồi, Tần Thiếu Phong sải bước vào trong. Lúc này cả khách sạn im ắng hẳn, không một ai dám đụng vào Tần Thiếu Phong. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhường đường cho Tần Thiếu Phong. Mãi tới khi Tần Thiếu Phong và Tần Văn Minh đi vào trong khách sạn thì tất cả mọi người mới bàn tán xôn xao. Những người này về cơ bản đều là những người có mặt ở yến tiệc mấy ngày trước, đương nhiên biết mâu thuẫn của Đinh Dũng và nhà họ Tần Thị. Sau khi về, bọn họ cũng đã điều tra về Đinh Dũng, lúc này người nào người nấy lắc đầu nuối tiếc, cho rằng lần này Đinh Dũng lành ít dữ nhiều rồi. Theo tôi thấy thì Đinh Dũng chết chắc rồi. Nhà họ Tần Thị là gia tộc thế nào chứ? Đó là đại gia tộc nổi tiếng ở Giang Bắc, hắn ta nhận sai cũng đâu có mất mặt, giờ thì hay rồi. Lần này người nhà họ Tần thì hùng hổ như vậy, xem ra tiểu tử này lành ít dữ nhiều rồi. Nghe nói hắn là tên ở rể nhà họ Hàn, nghe đồn là một tên ăn hại, lần này e rằng phải liên lụy đến cả nhà họ Hàn rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng không ai nghĩ rằng Đinh Dũng có thể làm được gì nhà họ Tần thị, vì danh tiếng nhà Tần thị quá lớn, đừng nói là Đinh Dũng. Đổi lại là bất cứ người nào thì bọn họ cũng nghĩ vậy thôi. Đến rồi, người nhà họ Hàn đến rồi, chẳng mấy chốc, ở cửa liền có tiếng xôn xao. Nếu như trước kia, người nhà họ Hàn đến thì cũng chẳng kinh động gì đến bọn họ, mặc dù nhà họ Hàn là đại gia tộc ở Kim Châu, nhưng cũng chỉ xếp chót trong các gia tộc lớn, thế nhưng hiện giờ vì mâu thuẫn của nhà họ Tần Thị và Đinh Dũng, lại thêm mối quan hệ của Đinh Dũng và nhà họ Hàn nên sự xuất hiện của nhà họ Hàn kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Và lại điều khiến người ta không ngờ tới đó là lần này Hàn Tông Khôn đích thân đến, dẫn theo những thành viên cốt cán của tập đoàn Hàn Thị. Hàn Thành Võ đã lâu không xuất hiện thì giờ cũng xuất hiện phía sau Hàn Tông Khôn, nhìn những người xung quanh chằm chằm như hổ đói.
Lão Hàn, không ngờ ông lại đích thân đến đây. Cơn gió nào đưa Lão Hàn tới đây thế này, tên Đinh Dũng ở rể đâu rồi? Một vài gia tộc có qua lại với nhà họ Hàn đi tới, nhìn mấy người nhà họ Hàn nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Đinh Dũng đâu. Mọi người tìm Đinh Dũng làm gì? Hàn Tông Khôn vốn nhìn thấy nhiều người đi tới phía mình thì trong lòng không khỏi cảm thấy có phần tự tin, thế nhưng khi nghe thấy những gì bọn họ nói, ông ta liền tối sầm mặt xuống, lập tức liếc nhìn những người này. Người nhà họ Tần Thị đã vào trong rồi. Lão Hàn, đừng trách tôi nói khó nghe, đúng là thằng cháu rể của ông biết cách quan hệ đấy, giờ thì liên lụy rồi. Đúng lúc này, một lão giả vỗ vai Hàn Tông Khôn lắc đầu nói. Mặc dù nét mặt Hàn Tông Khôn không ổn cho lắm nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, nói, Đinh Dũng không đi cùng chúng tôi. Cắt, tôi thấy hắn không dám đến thì đúng hơn. Đúng vậy, vừa nghe nhà họ Tần thì định xử lý mình là sợ mất mật, giống con rùa rụt cổ rồi còn. Trước đó tôi đã nghe nói tới tên ở rể ăn hại nhà họ Hàn rồi, không ngờ lại là thật. Những người có mối quan hệ không mấy thân thiết với nhà họ Hàn đâu thể bỏ qua cơ hội này, lập tức mỉa mai Hàn Tông Khôn. Lời nói của bọn họ đến tai Hàn Tông Khôn khiến ông ta càng tối sầm mặt hơn. Cảm nhận được nét mặt của bố mình thay đổi, Hàn Thành Võ hắng giọng, nạt Đinh Dũng đắc tội nhà họ Tần Thị là việc cá nhân của nó, không liên quan gì đến chúng tôi, mọi người im cả đi. Ai dám nói thêm một câu, tôi xé rách miệng người ấy, nói tới đây, Hàn Thành Võ toát ra khí tức hùng hổ. Khí tức trên người Hàn Thành Võ mặc dù không mạnh bằng Tần Thiếu Phong nhưng cũng không phải khí tức mà người thường có thể chịu được. Lúc này, người nào người nấy vội ngậm miệng lại, nhưng trong ánh mắt nhìn Hàn Thành Võ vẫn tỏ vẻ châm chọc vô cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Được rồi, Võ Nhi, chúng ta đi, Hàn Tông Khôn hắng giọng, tức giận dẫn đoàn người nhà họ Hàn bỏ đi. Cắt, đợi lát nữa nhà họ Tần Thị làm khó, tôi xem các người còn dám như thế nữa không? Đúng vậy, mối quan hệ của Đinh Dũng và nhà họ Hàn thân thiết như vậy. Nhà họ Tần Thị nhất định sẽ không tha cho nhà họ Hàn đâu, lát nữa tôi xem lão già này bị sỉ nhục thế nào. Sau khi nhìn theo bóng người Hàn Tông Khôn rời đi, mấy người kia sợ hãi vì uy thế của Hàn Thành Võ nên mới xôn xao thảo luận. Trong số những người này không có quá nhiều người luyện võ, đối mặt với Hàn Thành Võ, bọn họ đương nhiên không dám nhiều lời, một khi bị Hàn Thành Võ nhằm vào thì mất còn nhiều hơn được. Thế nhưng bọn họ xôn xao bàn tán sau lưng nhà họ Hàn lại không sợ nhà họ Hàn. Vì dù sao cho dù nhà họ Hàn không vui thì cũng chẳng thể làm gì bọn họ. Bố, những người này quả không ra làm sao, Hàn Thành Võ đi theo sau Hàn Tông Khôn, nghiến răng, nói, tên nào tên nấy đúng là dạng gió chiều nào che chiều nấy. Được rồi, thực lực của nhà họ Tần Thị không phải con chưa nghe nói tới, ai dám đối đầu với bọn họ chứ, nghe Hàn Thành Võ nói vậy, Hàn Tông Khôn trợn mắt, lên tiếng nạt nộ. Ai ngờ cậu con trai trước nay chưa bao giờ cãi lại ông ta thì nay lại lẩm bẩm, Đinh Dũng lại dám. Nhà họ Tần thì có mạnh thế nào đi nữa thì tay sao có thể vươn tới thành phố Kim Châu được. Sợ gì chứ? Hỗn láo, im miệng cho ta, Hàn Tông Khôn vội nhìn xung quanh, thấy mọi người không chú ý đến mình thì mới trợn mắt với Hàn Thành Võ, hạ giọng nói con muốn hại cả nhà họ Hàn à. Phải xem đây là đâu chứ? Đừng nói là chúng ta. Cho dù là nhà họ Thiết cũng không dám đụng đến nhà họ Tần Thị đâu. Bố, con biết rồi, nghe bố mình nói vậy, Hàn Thành Võ dù vẫn nhìn với ánh mắt không khuất phục nhưng vẫn gật đầu, vậy lát nữa Đinh Dũng tới, người nhà họ Tần Thị gây khó dễ thì chúng ta nên làm thế nào đây? Đứng bên quan sát, không phạm vào ai, Hàn Tông Khôn đảo mắt nhìn người của mình một lượt, hạ giọng nhắc nhở, lát nữa không ai được nói năng linh tinh, nhìn ánh mắt của tôi hành sự. Đúng lúc này, Đinh Dũng và Thiết Vô Cực cũng đang trên đường đến, cả hai người trên cả đoạn đường đi nói về chuyện vào trong đỉnh Lạc Hà, không ai nhắc tới chuyện nhà họ Tần Thị, nhưng Đinh Dũng lại cảm nhận được, trước và sau xe của mình có vài người ở tầng võ sĩ đỉnh phong, cũng không biết Thiết Vô Cực đưa theo nhiều người đi như vậy rốt cục muốn làm gì. Người nhà họ Trương đến rồi, trong sảnh khách sạn, cũng không biết ai nói lên câu này trước khiến tất cả mọi người nghe xong đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Trương Thiệu Thích đỡ Trương Bồi Sơn đi tập tễnh bước vào. Cả hai người không dẫn theo vệ sĩ và hộ vệ, vừa vào đến cửa đã bị cả đám người vây quanh. Ấy, Đinh Dũng cũng không ở nhà họ Trương, khi người ta thấy nhà họ Trương chỉ có Trương Thiệu Thích và Trương Bồi Sơn thì tất cả đều sững sờ. Bọn họ vẫn tưởng trước đó Đinh Dũng đại diện cho nhà họ Trương tới tham gia yến tiệc,
và Đinh Dũng còn là tên ở rể của nhà họ Hàn thì lần này, nếu không ở trong đội nhà họ Hàn, Đinh Dũng nhất định sẽ ở đội nhà họ Trương. Nào ngờ Đinh Dũng lại không hề xuất hiện trong đội của gia tộc nào cả. Tên này chắc chắn sợ nên không dám đến rồi, bên dưới không ai hoài nghi nữa, cho rằng Đinh Dũng chắc chắn đã sợ rồi. Thế nhưng cũng có người cho rằng cách làm của Đinh Dũng là đúng, theo tôi thấy, người ta mới là người sáng suốt, rõ ràng biết đến để tìm cái chết thì ai mà ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết bao giờ. Các người đang nói gì thế hả, thấy có người nhắc tới tên Đinh Dũng, Trương Bồi Sơn khó chịu lên tiếng. Trương Thiệu Thích cũng nhìn về phía này. Đinh Dũng đối với bố con bọn họ ân trọng như núi, nếu Đinh Dũng gặp phải chuyện gì thì đừng nói là Trương Bồi Sơn, cho dù là Trương Thiệu Thích thì cũng đứng về phía Đinh Dũng vô điều kiện. Người nhà họ Tần Thị đến rồi, Trương Thiệu Thích nhìn tôi độc. Nếu như không phải người nhà họ Tần Thị tới, và lại còn nói gì đó thì những người của các gia tộc này có lẽ sẽ không như vậy. Nghĩ tới đây, Trương Thiệu Thích lại hắng giọng, điềm tĩnh nói, cậu Đinh sao có thể sợ cái gọi là nhà họ Tần Thị được. Mọi người tốt nhất bớt chuyện đi, nếu không lại chuộc họa vào thân đấy. Nói xong những lời này, Trương Thiệu Thích đỡ Trương Bồi Sơn đi vào trong. Những người xung quanh nghe vậy, không những không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại càng tin rằng Đinh Dũng đã sợ, nếu không thì sao có thể không tới được. Nếu đúng như Trương Thiệu Thích đã nói, Đinh Dũng căn bản không sợ nhà họ Tần Thị, vậy thì sao giờ này Đinh Dũng còn chưa xuất hiện? Nhưng chỉ cần là người bình thường bị nói những lời sỉ nhục thế này thì e rằng sẽ không thể nhẫn nhịn nổi. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi, nhưng Đinh Dũng vẫn không hề xuất hiện. Một số người vốn cho rằng Đinh Dũng sẽ không biết sợ là gì thì lúc này cũng bắt đầu lắc đầu. Cái tên Đinh Dũng gần như được người ta nhắc đến, trong khách sạn hầu hết tất cả mọi người đều đang xôn xao việc này, đương nhiên phần lớn đều mang vẻ châm chọc mỉa mai. Sắp tới giờ rồi. Đi thống kê xem còn những gia tộc nào chưa tới, Bách Lý Thuần hàn huyên với người của các gia tộc một hồi, sau đó nhìn sang người của mình, nói. Đợi đã, thấy người tùy tùng của Bách Lý Thuần chuẩn bị rời đi, Tần Thiếu Phong từ sau khi vào trong này không hề lên tiếng thì lúc này đột nhiên đứng dậy, nhìn người tùy tùng kia mà nói giọng điềm tĩnh, đi xem tên tiểu tử đó đến chưa. Đây, vâng, người kia mặt mày tỏ vẻ bị làm khó, nhìn sang Bách Lý Thuần một cái. Cảm nhận được ánh mắt đồng ý của ông ta thì mới gật đầu, cung kính lui đi. Tôi thấy hắn ta không dám đến rồi. Có tiền bối Tần ở đây, hắn ta đến đây khác gì tìm đến cái chết. Yên Anh Ly ngồi bên, khi nói những lời này, hắn còn chắp tay với Tần Thiếu Phong, vẻ mặt nịnh bợ thấy rõ. Yên Anh Ly dù là thiếu chủ của nhà họ Yên nhưng thiếu chủ của nhà họ Yên không chỉ có mình hắn, huống hồ cảnh giới võ đạo đại sư trong nhà họ Yên lại hiếm hoi vô cùng. Bình thường hắn cũng không thể tiếp xúc được với những người thuộc cảnh giới này, lúc này thấy Tần Thiếu Phong thì đương nhiên phải làm thân rồi. Nghe Yên Anh Ly nói vậy, Tần Thiếu Phong nhếch miệng cười đắc ý. Ông ta khoát tay, cậu nói đùa rồi, tên tiểu tử đó dám đụng vào Văn Minh thì hắn cũng có cái gan không vừa đầu. Tôi lại hy vọng hôm nay hắn tới đây, đỡ mất công tôi tới nhà họ Hàn tìm hắn. Dứt lời, Tần Thiếu Phong đảo mắt nhìn Hàn Tông Khôn ở một góc, đột nhiên khiến Hàn Tông Khôn chột dạ. Hàn Thành Võ thấy ánh mắt đó của ông ta mà sởn da gà. Ha ha ha, có tiền bối Tần ở đây, tên tiểu tử đó không sống nổi được mấy ngày đâu, Yên Anh Ly vội gật đầu nịnh bợ. Cậu Yên nói hay đấy, việc liên minh hôm nay với là đại sự, có tiền bối Tần ở đây, không có việc gì là không giải quyết được, Bách Lý Thuần cũng gật đầu phụ họa, tươi cười rót trà mời Tần Thiếu Phong. Những người có mặt ở đây đều lấy Tần Thiếu Phong làm trung tâm. Tỏ thái độ cung kính bội phần với ông ta. Thực ra đây cũng là điều hết sức bình thường. Võ đạo đại sư ở Kim Châu rất hiếm hoi, huống hồ Tần Thiếu Phong còn là người nhà họ Tần Thị, thân phận của ông ta đến bọn họ ngày thường căn bản không có cơ hội mà tiếp xúc. Duy chỉ có Trần Khả Hân ngồi một bên không nói lời nào, thậm chí đến nhìn, cô ta cũng không nhìn Tần Thiếu Phong lấy một cái, ngược lại Tần Thiếu Phong chốc chốc lại liếc về phía này, ánh mắt dạo dực thấy rõ. Người nhà họ Trương đến rồi. Đột nhiên, cũng không biết là ai hét lên, ánh mắt Tần Thiếu Phong lập tức di chuyển về phía hai bố con Trương Thiệu Thích. Sau khi bố con Trương Thiệu Thích đi vào, Tần Thiếu Phong lập tức nheo mắt, luồng sát khí toát ra từ người ông ta, hướng về phía bố con Trương Thiệu Thích. Luồng khí tức này giống như ngọn núi khổng lồ đè nén lên hai bố con bọn họ, điều này khiến cho cả hai người dừng chân. Trương Bồi Sơn càng run rẩy hơn, những vị trí bị thương bắt đầu đau đớn. Cố gắng! Trương Thiệu Thích nghiến răng, nói với con trai. Nghe bố mình nói vậy,
Mặt Trương Bồi Sơn tái nhợt nhưng trong mắt hắn mang theo vẻ kiên định. Hắn nghiến răng gật đầu, cố gắng địch lại áp lực kia, rồi dần di chuyển vào trong. Từ sau khi bị thương, Trương Bồi Sơn giống như đã trưởng thành hơn, không còn sốc nổi như trước nữa. Hắn trở nên trầm tĩnh hơn. Nếu như trước đây, hắn tuyệt đối không thể làm được việc cố gắng đối đầu với áp lực, tiến về phía trước mà không hề có bất cứ lời nói nào như hiện tại. Chẳng mấy chốc, hai bố con bọn họ đã thấy hai chú cháu nhà Tần Thiếu Phong ngồi ở vị trí trên đầu. Anh Tần, thấy Tần Thiếu Phong, Trương Thiệu thích sững người. Ban đầu khi biết Đinh Dũng đắc tội với nhà họ Tần, ông ta còn nghĩ hay là tìm Tần Thiếu Phong làm thân, nhưng sau đó vì một số việc nên ông ta vẫn không thể liên hệ được với Tần Thiếu Phong, không ngờ người ngồi ở đây lúc này lại chính là Tần Thiếu Phong. Nghe Trương Thiệu thích hỏi, Tần Thiếu Phong hơi ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng như thể thấy Trương Thiệu thích, ông ta không hề tỏ ra bất ngờ, còn Tần Văn Minh bên cạnh ông ta lại hắng giọng, đứng dậy chỉ vào Trương Thiệu thích mà nạt, ông là cái thá gì mà đòi xưng anh em với chú tôi khuyên ông tốt nhất im miệng lại đi. Trương gia chủ, tên tiểu tử Đinh Dũng đó không đi cùng anh sao, đúng lúc này, Bách Lý Thuần đột nhiên lên tiếng. Nghe Bách Lý Thuần nói vậy, Tần Thiếu Phong sắc mặt lạnh hơn, nhìn chằm chằm vào Trương Thiệu thích mà không nói lời nào, thế nhưng vẻ mặt ông ta lại nói lên tất cả. Ông ta của hiện tại đã không coi Trương Thiệu thích ra gì rồi. Đinh Dũng không đi cùng chúng tôi, thấy vẻ mặt đó của Tần Thiếu Phong, Trương Thiệu thích lập tức hiểu ra vấn đề. Mối quan hệ của hai người bọn họ vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là không ngờ khi gặp lại như người dưng nước lã, có điều nghĩ thì cũng đúng thôi. Hiện giờ Tần Thiếu Phong đã là võ sĩ mạnh đạt cảnh giới võ đạo đại sư, đương nhiên có tư cách mà kiêu ngạo. Xem ra tên Đinh Dũng kia quả thật sợ rồi, không ở trong đội nhà họ Hàn, cũng không ở đội nhà họ Trương, chắc chắn là không dám đến, nghe Trương Thiệu thích nói vậy, Yên Anh Ly hắng giọng châm biếm. Trương Bồi Sơn nghe mà tức tối nhưng nghĩ một lát lại ngậm miệng lại. Hiện giờ Đinh Dũng không ở đây, nếu hắn ra mặt thì rất có khả năng sẽ khiến mấy người này nổi giận, thực lực của Tần Thiếu Phong không phải bố con hắn muốn địch mà địch lại nổi. Đương nhiên rồi, chú tôi ngồi đây, hắn mà dám đến thì nhất định sẽ cho hắn chết không toàn thây, mặt Tần Văn Minh tỏ vẻ đắc ý. Theo như hắn thấy thì có một cao thủ như Tần Thiếu Phong ở đây, Đinh Dũng căn bản không dám đến. Đinh Dũng không đến là đương nhiên, nếu như dám đến thì Tần Văn Minh lại thấy không bình thường. Lúc này, những người Bách Lý Thuần phái đi đã quay về. Hắn ta đảo mắt một lượt, sau đó dừng lại ở phía hai bố con nhà họ Trương, một lát sau mới nói, đại trưởng lão, đã điều tra rõ ràng rồi, tên Đinh Dũng kia không đến. Được, tôi biết rồi, nghe vậy, Bách Lý Thuần gật đầu. Còn Tần Thiếu Phong hắng giọng, trong lòng thầm mắng chửi, đúng là con rùa rụt đầu. Không được, việc này không thể chậm trễ, phải ép hắn xuất hiện. Vốn dĩ, sau khi trở thành võ đạo đại sư, Tần Thiếu Phong đã rất ít khi ra tay rồi, thế nhưng mấy ngày trước ông ta nghe nói Đinh Dũng dám sỉ nhục nhà họ Tần Thị, thậm chí còn đánh cháu ông ta là Tần Văn Minh thì Tần Thiếu Phong rất tức giận, chỉ có điều ông ta không thể ngờ tên đánh cháu mình lại là một tên nhát gan như vậy. Đương lúc ông ta đang mải suy nghĩ thì người tùy tùng của Bách Lý Thuần nói, các gia tộc ở thành phố Kim Châu đã đến rồi. Chỉ có, người của nhà họ Thiết là chưa đến. Nói tới đây, người tùy tùng kia do dự một lát. Nhà họ Thiết dù sao cũng là gia tộc lớn nhất ở Kim Châu cho tới thời điểm hiện tại, cũng là một trong những gia tộc quan trọng trong đại hội liên minh lần này, lúc này thiếu nhà họ Thiết thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới đại hội. Quả nhiên, nghe vậy, Bách Lý Thuần chợt cau mày, mặt ông ta thoáng qua nét do dự. Khi ông ta định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hô thất thanh. Người nhà họ Thiết tới rồi, Đinh Dũng đi cùng người nhà họ Thiết, cũng không biết là ai hô lên mà khiến cho bầu không khí trong cả khách sạn như muốn nổ tung, còn mấy người phía Tần Thiếu Phong sáng mắt lên, ông ta nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Mau đi, đi xem, thấy Tần Thiếu Phong và Tần Văn Minh đi ra ngoài trước, những người còn lại cũng lập tức đi theo. Vừa rồi bọn họ còn đoán Đinh Dũng có lẽ sẽ không đến, lúc này Đinh Dũng lại đột nhiên xuất hiện cùng người nhà họ Thiết. Đương nhiên bọn họ phải đi xem Đinh Dũng và người nhà họ Tần Thị sẽ thế nào rồi. Không ngờ hắn lại dám đến đây, đây khác gì tìm đến cái chết. Đúng vậy, kể cả ôm lấy chân to vững chãi như nhà họ Thiết thì nhà họ Thiết sao có thể là đối thủ của nhà họ Tần Thị được. Nhà họ Tần Thị có lời trước, chỉ cần Đinh Dũng dám đến thì bọn họ nhất định sẽ không tha cho hắn.
nhưng Đinh Dũng rõ ràng biết người nhà họ Tần thì ở đây mà còn đến tham gia đại hội liên minh, đây khác gì to gan đâu. Lúc này, Đinh Dũng cùng Thiết Vô Cực sóng vai đi vào khách sạn. Ở cửa khách sạn đã chật cứng người, đều là người của các gia tộc. Thấy cảnh này, Thiết Vô Cực sững người, sau đó bật cười ha ha, các vị đứng ở cửa làm gì thế này? Anh Thiết, sao anh lại đi cùng tên này? Một lão già tóc bạc đi tới, cau mày chỉ vào Đinh Dũng, vẻ mặt không mấy tự nhiên, người nhà họ Tần thị đã lên tiếng, anh đi cùng với hắn nhất định sẽ bị liên lụy. Tiểu tử, biết điều thì mau rời khỏi đội nhà họ Thiết đi, nói xong, ông ta hắng giọng nhìn Đinh Dũng, đắc tội nhà họ Tần thị, cho dù anh Thiết cũng chẳng bảo vệ nổi cậu đâu, còn không mau đi đi. Mặc dù ông ta nói khó nghe nhưng cũng là vì muốn tốt cho Đinh Dũng, vì dù sao cũng là người ở Kim Châu. Ông ta cũng không muốn thấy Đinh Dũng bị người nhà họ Tần thị tóm, vì một khi Đinh Dũng rơi vào tay nhà họ Tần thị thì chắc chắn chẳng có nổi kết cục tốt đẹp. Muốn đi, muộn rồi, đúng lúc này, phía sau chợt vang lên giọng nói lạnh như hàn băng. Tần Thiếu Phong chắp tay ra sau đi tới, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh khi, sau khi thấy Đinh Dũng, ông ta nheo mắt lại, lạnh lùng nói, là mày. Hóa ra là ông, lâu rồi không gặp, Đinh Dũng hơi sững người. Không ngờ ông ta chính là Tần Thiếu Phong, người mà anh đã từng giao đấu trước đó. Chú quen bọn họ sao, nghe Tần Thiếu Phong nói vậy, Tần Văn Minh hơi sững người, vội hỏi. Nếu như là người quen thì há chẳng phải hiểu nhầm sao? Tần Văn Minh cũng không phải ngốc, nếu thật sự như vậy thì hắn đương nhiên sẽ không để chú hắn vào thế khó. Tần Thiếu Phong lắc đầu, không trả lời Tần Văn Minh mà nhìn sang Đinh Dũng, sau đó lại nhìn sang bố con Trương Thiệu Thích. Lạnh lùng nói, bọn họ đã đầu hàng hắn, đúng là không biết liêm sỉ là gì. Nghe vậy, Trương Thiệu Thích tái mặt, có điều ông ta còn chưa lên tiếng thì Tần Thiếu Phong đã lạnh lùng, hạ giọng nói với Đinh Dũng, đã đến rồi thì nợ mới nợ cũ tính luôn cả đi. Dứt lời, luồng khí tức toát ra khỏi người ông ta hướng về Đinh Dũng. Những người xung quanh vốn tưởng Đinh Dũng và Tần Thiếu Phong quen nhau vì vậy không ít người cảm thấy họ sẽ không đánh nhau, nào ngờ Tần Thiếu Phong lại nói câu này. Nợ mới nợ cũ tính luôn, ông cho rằng ông là đối thủ của tôi sao, Đinh Dũng chắp tay, không hề bị ảnh hưởng bởi luồng khí tức kia của Tần Thiếu Phong, anh nhếch miệng khẽ cười. Cảm nhận được thái độ phớt lờ đó của Đinh Dũng, Tần Văn Minh tái mặt còn Tần Thiếu Phong không nhịn được mà cau mày, có điều ông ta cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ ông ta là võ đạo đại sư, Đinh Dũng sao có thể là đối thủ của ông ta được. Tiểu tử, khẩu khí của cậu cũng lớn đấy, dám ăn nói như vậy với Tần tiền bối. Yên anh Ly mỉa mai, tôi thấy cậu chán sống rồi đấy. Hiện giờ Tần tiền bối là võ đạo đại sư, muốn giết cậu há chẳng phải dễ như giết con kiến sao, còn không mau dập đầu xin tha. Đúng vậy, nếu giờ cậu dập đầu tạ tội thì may ra Tần tiền bối tâm trạng tốt sẽ nương tay, thấy Yên anh Ly nịnh bợ, những người khác cũng không chịu kém phần. Nghe những lời ton hót đó của đám người với Tần Thiếu Phong, mặt Đinh Dũng từ đầu tới cuối không hề thay đổi. Thực sự anh nghĩ không thông. Chỉ một võ đạo đại sư, mọi người sao có thể tôn sùng như vậy, lẽ nào võ đạo đại sư ở Giang Bắc hiếm hoi vậy sao? Trên thực tế, những suy nghĩ Đinh Dũng quả thật rất có lý. Võ đạo đại sư ở Giang Bắc rất hiếm, cho nên mới có tình trạng này. Cả thành phố Kim Châu căn bản chẳng có nổi mấy người, lúc này xuất hiện một người, và lại còn trong gia tộc lớn như nhà họ Tần thị thì sẽ không khỏi khiến mọi người bất ngờ. Không phải ông muốn tính sổ sao? Vậy còn đợi gì nữa? Đinh Dũng nhếch miệng với Tần Thiếu Phong, cười nói, có điều lát nữa nếu không đánh được tôi, thì đừng có giống thằng cháu ông, quỳ xuống xin tha. Mày nói cái gì hả? Tao quỳ xuống xin tha từ bao giờ? Tần Văn Minh nghe vậy thì tối sầm mặt lại, nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng mà nạt, tiểu tử, đừng có ngông cuồng, chú tao sẽ không tha cho mày đâu. Nói năng ngông cuồng, mời Tần tiền bối ra tay trừng trị tên này, Yên Anh Ly hắng giọng, chắp tay nhìn Tần Thiếu Phong, vẻ mặt nóng lòng thấy rõ. Động tác của Yên Anh Ly khiến ai nấy đều sững sờ, sau đó có người không chịu lép vế, lập tức chắp tay cung kính với Tần Thiếu Phong, Tần tiền bối, tên tiểu tử này quá ngạo mạn, mời Tần tiểu bối ra tay xử lý trừ hậu họa về sau. Nghe những người xung quanh nói vậy, Tần Thiếu Phong đi về trước một bước, đột nhiên khí tức trên người ông ta mạnh hơn nhiều. Ông ta nhìn Đinh Dũng lãnh đạm nói, tiểu tử, mày quá ngông cuồng, giờ tao đã không như trước nữa rồi, mày không phải là đối thủ của tao. Dứt lời, Tần Thiếu Phong không do dự nữa, đi tới phía Đinh Dũng, mỗi một bước đi của ông ta như trùng với nhịp đập tim của tất cả mọi người ở đây.
Ông ta cứ hạ chân xuống thì khí tức trên người lại mạnh hơn còn những người xung quanh như nín thở, chỉ cảm thấy có ngọn núi nặng tựa ngàn cân đang đè lên mình vậy. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì khí tức này, dù gì cũng là võ đạo đại sư, và lại còn là người trong nhà họ Tần thị khổ luyện mới đạt được cảnh giới võ đạo đại sư, khác với những người ăn dị quả mà tăng tiến thực lực. Thực lực của ông ta quả mạnh lên rất nhiều, kể cả là Trần Khả Hân nãy giờ không lên tiếng nhưng lúc này cũng phải ngồi thẳng, ánh mắt nghiêm nghị lại. Duy chỉ có Đinh Dũng giống như hòn đá sừng sức, cho dù gió to sóng lớn thế nào cũng không hoang mang. Khí tức này mạnh quá, quả nhiên không hổ là võ đạo đại sư, tên tiểu tử này đen rồi, Hàn Thành Võ đứng bên Hàn Tông Khôn, đỡ Hàn Tông Khôn, cố gắng hóa giải sự đè nén toát ra từ Tần Thiếu Phong. Hàn Thành Võ là võ sĩ đỉnh phong, hiểu rõ hơn ai hết về cảm giác bị đè nén. Trong lòng ông ta chợt cảm thấy cảm kích và hưng phấn vì ông ta cảm nhận được rõ rệt sự khủng khiếp của võ đạo đại sư, điều này khiến ông ta có thêm động lực khổ luyện hơn nữa. Lúc này, người có cùng suy nghĩ với ông ta còn có Tần Văn Minh và Yên Anh Ly. Bọn họ đều cảm thấy rất hưng phấn với sức mạnh của võ đạo đại sư. Lần này Đinh Dũng đá phải sắt rồi. Một người mạnh thế này thì lành ít dữ nhiều rồi. Đụng phải ai không đụng, lại đụng vào người nhà họ Tần thị. Những người xung quanh thở dài. Sự thể hiện của Tần Thiếu Phong quá mạnh, theo bọn họ thấy thì Đinh Dũng chắc chắn không thể là đối thủ của ông ta. Và lại nghe ý tứ của Tần Thiếu Phong, giữa hai bên từng có ân oán, hình như trước đó Đinh Dũng thắng nhưng hiện giờ Tần Thiếu Phong đã đạt cảnh giới mới, chắc chắn sẽ không nương tay. Cứ nghĩ tới Đinh Dũng sắp phải đương đầu với cái chết mà không ít người tỏ ra hào hứng, như thấy cảnh tượng Đinh Dũng quỳ xuống dập đầu xin tha vậy. Chết đi, cuối cùng. Tần Thiếu Phong cũng tới trước mặt Đinh Dũng, nhếch miệng, vung tay về phía Đinh Dũng. Tốc độ của Tần Thiếu Phong rất chậm nhưng trong mắt mọi người lại như một chưởng không thể né tránh. Thấy cú đánh của ông ta sắp tới Đinh Dũng mà Đinh Dũng vẫn không hề phản ứng lại, những người khác cho rằng Đinh Dũng không phản ứng lại kịp. Thế nhưng trên thực tế, khi Đinh Dũng thấy đòn đánh của đối phương sắp đánh vào người mình, tốc độ của anh nhanh hơn, anh giơ tay, nắm lấy tay Tần Thiếu Phong. Động tác của Tần Thiếu Phong trong mắt người khác có lẽ rất mạnh, ông ta cũng đạt được hiệu quả phô trương trước mặt bọn họ, nhưng trong mắt Đinh Dũng đó chẳng qua chỉ là võ quèn mà thôi. Mọi thứ trông thì chậm nhưng lại xảy ra nhanh như điện, nắm tay hai người nhanh chóng va chạm vào nhau. Tay Đinh Dũng nắm lấy cổ tay Tần Thiếu Phong, không những chặn đứng đòn đánh của ông ta mà anh còn dùng lực bẻ tay ông ta. Sắc một tiếng, khuôn mặt Tần Thiếu Phong chợt tái mắt, trong đôi mắt ông ta chỉ còn nỗi kinh ngạc. Bàn tay còn lại của ông ta vung về phía Đinh Dũng nhưng cho dù thế nào, ông ta vẫn không thể ngờ nổi Đinh Dũng lại có thể ngăn lại được đòn tấn công của mình, và lại lực đạo trong bàn tay anh truyền ra khiến ông ta không thể trụ nổi. Cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt từ cổ tay lan tới, Tần Thiếu Phong biết mình đã sơ suất, lúc này không dám chậm trễ, tay còn lại của ông ta nhanh chóng đặt lên vai Đinh Dũng nhưng giây phút sau đó ông ta phải ngỡ ngàng. Cho dù ông ta cố gắng dùng lực thế nào thì cơ thể Đinh Dũng vẫn như tảng đá bất động, như thể đứng trước mặt ông ta không phải một con người mà là một ngọn núi vững chãi. Với sức lực của ông ta căn bản không thể thấm vào đâu, kể cả Tần Thiếu Phong dùng hết sức mình thì cũng rất khó gây ra bất cứ tổn thương nào cho Đinh Dũng. Thấy Đinh Dũng không hề có bất cứ phản ứng gì, mà cổ tay mình lại đau đớn kịch liệt, Tần Thiếu Phong mặt mày khó coi, nghiến răng cố chịu đựng không cho bản thân mình lên tiếng. Nếu không, xung quanh bao nhiêu người như vậy, há chẳng phải là mất mặt sao? Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng, nhưng tới cuối cùng chỉ thấy hai người bất động, ghì nhau khiến tất cả mọi người thẫn thờ. Duy chỉ có Trần Khả Hân là không hề thay đổi sắc mặt. Cô ta nhìn ngay sang Đinh Dũng. Cô ta là người duy nhất có thể cảm nhận được ván cờ của Đinh Dũng và Tần Thiếu Phong, và lại trong cảm nhận của cô ta thì trong ván cờ này, Đinh Dũng đang chiếm ưu thế. Chẳng mấy chốc, trán Tần Thiếu Phong ứa mồ hôi, cơn đau đớn kịch liệt khiến ông ta sống không bằng chết, nhưng ông ta lại không dám hó hé lời nào, chỉ có thể bấm bụng nhẫn nhịn cơn đau. Thấy cảnh này, Đinh Dũng lại cảm thấy kỳ lạ, dưới sức mạnh mà mình đè nén, ông ta lại có thể không kêu gào, quả thực không tồi, có điều đây không phải là kết quả mà anh muốn thấy. Nghĩ vậy, Đinh Dũng lại một lần nữa tung lực đạo mạnh hơn từ lòng bàn tay, lần này chỉ nghe khập một tiếng. Bàn tay Tần Thiếu Phong xoay lệch đi. Cũng vì lực đạo quá lớn nên cứ thế bị Đinh Dũng bẻ gãy cổ tay. A, lần này Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng không thể chịu nổi, thả tay ra khỏi người Đinh Dũng rồi ôm lấy cổ tay mình kêu gào thảm thiết.
Thế nhưng Đinh Dũng lại không cho ông ta bất cứ cơ hội nào, giây phút ông ta buông tay, anh đạp luôn vào bụng ông ta khiến ông ta bay ra khỏi đó mười mấy mét. Tôi nói rồi, ông không phải là đối thủ của tôi, Đinh Dũng phất phạt áo, nhìn Tần Thiếu Phong ngã ra đất mà lãnh đạm nói. Không thể nào, thấy cảnh này, Tần Văn Minh và Yên Anh Ly trợn tròn mắt. Đặc biệt là Tần Văn Minh, hắn biết thực lực của chú mình mạnh thế nào, và lại sau khi Tần Thiếu Phong bước vào cảnh giới võ đạo đại sư thì thực lực còn mạnh hơn những người trong gia tộc nhiều, sao có thể không phải là đối thủ của Đinh Dũng được. Mày cũng là võ đạo đại sư, Tần Thiếu Phong vùng vẫy đứng lên khỏi mặt đất, một tay ôm lấy cổ tay còn lại của mình, ánh mắt sợ hãi nhìn Đinh Dũng. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người trong khách sạn như vỡ òa. Không ai ngờ nổi thực lực của Đinh Dũng lại mạnh như vậy, đến cả Tần Thiếu Phong cũng không phải là đối thủ. Còn bố con Trương Thiệu Thích lúc này lại há hốc miệng như có thể nuốt trôi cả quả trứng gà. Cho dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ Đinh Dũng mạnh như vậy. Vốn dĩ cả hai người bọn họ cho rằng thực lực cả hai người cũng không chênh lệch quá nhiều, nhưng sau khi cảm nhận được khí thế trên người Tần Thiếu Phong, bọn họ đã thay đổi suy nghĩ. Có điều thật bất ngờ rằng kể cả một người mạnh như Tần Thiếu Phong, trước mặt Đinh Dũng lại không địch nổi một chiêu. Cậu Đinh là võ đạo đại sư, Thiết Vô Cực hít vào một hơi thật sâu, nheo mắt nhìn. Trần Khả Hân cũng nheo mắt nhìn chằm chằm Đinh Dũng, lẩm nhẩm, một nơi nhỏ bé thế này mà lại có một cao thủ nhường này. Tôi không phải võ đạo đại sư, khi mọi người còn đang thắc mắc, Đinh Dũng lại lắc đầu. Sau đó không cho Tần Thiếu Phong cơ hội lên tiếng, anh lãnh đạm hỏi, món nợ tính xong rồi chứ? Xong, xong rồi. Tần Thiếu Phong rụt cổ, lắp bắp. Lần trước ông ta chịu thua trong tay Đinh Dũng một lần, còn lần này, sau khi tăng tiến lên võ đạo đại sư, ông ta có thừa tự tin, nhưng không ngờ vẫn không phải đối thủ của Đinh Dũng. Mày dám làm hại nhà họ Tần thì hết lần này đến lần khác, ông tao sẽ không tha cho mày. Đột nhiên, Tần Văn Minh không biết lấy đâu ra cái gan, chỉ vào Đinh Dũng mà nạt, mày chết chắc rồi, về tao sẽ bảo ông tao xuất sơn, mày chết chắc rồi. Nghe vậy, sắc mặt Đinh Dũng chợt tối hẳn lại. Anh không thích phiền nhiễu, tên này hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho anh đã khiến anh dấy lên dã tâm giết người rồi. Văn Minh, Tần Thiếu Phong liếc mắt sang Tần Văn Minh. Tên này uy hiếp Đinh Dũng vào lúc này chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Ngộ nhớ Đinh Dũng không vui mà giết hắn, tới lúc đó Tần Vô Địch có xuất sơn cũng không giết được Đinh Dũng thì có tác dụng gì? Cho dù Tần Vô Địch có bản lĩnh thế nào đi nữa thì ông ta có thể khiến Tần Văn Minh sống lại sao? Thế nhưng Tần Văn Minh nghe vậy lại vẫn nhìn chằm chằm Đinh Dũng, bày ra bộ dạng ngạo nghễ không sợ trời không sợ đất. Đã vậy thì mày chết trước đi, Đinh Dũng nhướng mày, sau đó vừa dứt lời, bóng người anh đã tới trước mặt Tần Văn Minh, tung một chưởng vào ngực hắn. Bịch một tiếng, Tần Văn Minh cứ thế bay ra ngoài, ngã sóng xoài vào cây cột trụ của đại sảnh. Tần Văn Minh quỳ trên đất, máu tươi cứ thế trào ra khỏi miệng. Hắn cảm thấy toàn thân rã rời, lục phủ ngũ tạng đau đớn không thôi. Tao, ông tao sẽ không tha cho mày, thế nhưng kể cả bị đánh trọng thương thì Tần Văn Minh vẫn không quên uy hiếp Đinh Dũng. Nghe vậy, Đinh Dũng nheo mắt lại, đương lúc tiếp tục ra tay thì nào ngờ Tần Thiếu Phong đột nhiên chặn giữa hai người, nhìn Đinh Dũng nói, Văn Minh là cháu ruột của gia chủ, mày không thể giết nó, nếu không gia chủ sẽ không tha cho mày. Tôi không giết hắn thì gia chủ các ông có tha cho tôi không? Đinh Dũng nhướng mày hỏi lạnh lùng. Tần Thiếu Phong nghe vậy thì biến sắc, vội nói với Đinh Dũng, chỉ cần mày không ra tay với Văn Minh thì tao đảm bảo gia chủ tuyệt đối sẽ không làm khó mày. Tên tiểu tử này là cháu ruột của Tần Vô Địch. Nghe nói Tần Vô Địch chỉ có con trai Độc Đinh, lẽ nào tên này chính là con của tên Độc Đinh đó? Những người xung quanh mặt mày tái đi, thực ra thì danh tiếng của Tần Vô Địch quá lớn. Chỉ một thông tin về một tên nối dõi như vậy cũng đủ để dập đi ý định Đinh Dũng đánh Tần Thiếu Phong. Kể cả Đinh Dũng là võ đạo đại sư thì cũng không phải đối thủ của Tần Vô Địch, thật sự mà giết đi cháu trai ông ta thì Tần Vô Địch sẽ liều với hắn ta. Cậu Đinh, thôi bỏ đi, tha cho bọn họ một lần, đúng lúc này, Thiết Vô Cực đi tới, cười giả lả. Vì hôm nay là đại hội liên minh nên tha cho các người một lần, Đinh Dũng lạnh lùng liếc mắt sang hai người bọn họ. Nếu còn có lần nữa thì đừng trách tôi không cảnh cáo. Nói rồi, Đinh Dũng phất tay quay người nhìn sang Thiết Vô Cực, gật đầu, cười nói, ông Thiết, mời vào. Ha ha ha, không dám, không dám, Thiết Vô Cực vội khoát tay cười nói, sau đó mới sóng vai cùng Đinh Dũng đi vào trong.
Lần này không ai nói thêm lời nào, tất cả không hẹn mà cùng nhường đường cho Đinh Dũng, đây mới chính là sự sợ hãi và tôn trọng dành cho kẻ mạnh. Thấy Đinh Dũng rời đi, Tần Thiếu Phong mới đỡ Tần Văn Minh đứng dậy. Chú, việc này không thể như vậy được, Tần Văn Minh nhìn Đinh Dũng chằm chằm, nghiến răng nói. Nghe vậy, Tần Thiếu Phong tối sầm mặt lại, cho dù thế nào, ông ta vẫn không ngờ hôm nay lại bại tại đây, lúc này ông ta nghiến răng vỗ vai Tần Văn Minh, nói cháu yên tâm, ông chú của cháu sắp xuất quan rồi, nhất định có thể đột phá lên cảnh giới đại sư đỉnh phong, tới lúc đó đến lượt ông chú dạy dỗ tên tiểu tử này. Hôm nay cứ tham gia đại hội liên minh trước đã, chỉ cần lần này đoạt được chức minh chủ là xong. Có chức vị mới có thể phân chia lợi ích ở thành phố Kim Châu và làm một số việc quan trọng. Nhưng hiện giờ xuất hiện một tên mạnh như Đinh Dũng, có muốn giành được chức vị để kiểm soát cũng rất khó. Thế nhưng tên đã lên cung rồi, không thể không bắn, muốn rút khỏi liên minh là điều không thể, việc này quả thực khiến Tần Thiếu Phong đau đầu. Chú nói đúng, chỉ cần giành được chức minh chủ thì chúng ta có thêm tự tin tìm gia tộc rồi, nghe Tần Thiếu Phong nói vậy, Tần Văn Minh lại nhếch miệng cười lạnh lùng, tự tin nói cháu nhất định phải khiến hắn trả giá. Ai ngờ hắn vừa nói xong thì lục phủ ngũ tạng lại đau đớn, máu tươi trào ra khỏi cổ họng. Tần Văn Minh há mồm định nói gì đó nhưng chỉ có thể không ngừng thở gấp. Người đâu, lập tức đưa Văn Minh vào viện, Tần Thiếu Phong thấy cảnh này thì tái mét mét. Mấy người nhà họ Tần thì lập tức chạy vào khiêng Tần Văn Minh lên, vội vã chạy ra khỏi khách sạn. Sau khi nhìn theo bóng Tần Văn Minh đi khỏi, Tần Thiếu Phong lau mồ hôi trên trán, mặt mày chẳng sáng lạn hơn nổi. Cứ thế sải bước vào trong. Đại hội liên minh lần này ông ta không thể vắng mặt, nếu không rất khó chiếm thế chủ động. Lúc này Đinh Dũng đã cùng mọi người vào trong sảnh khách sạn. Vị trí vốn để chuẩn bị cho Tần Thiếu Phong thì lúc này được Bách Lý Thuần nhường cho Đinh Dũng. Dù sao thì thực lực của Đinh Dũng cũng rõ mười mươi như vậy, không ai dám coi thường một võ đạo đại sư cả. Một số nội dung của đại hội chúng ta đã thảo luận trước đó, cứ theo quy tắc chia đều năm bên. Mỗi gia tộc một phần năm lợi ích, thế nào, Bách Lý Thuần dứt lời liền nhìn ngay sang nhà họ Thiết, Đinh Dũng và nhà họ Trương. Được, Thiết Vô Cực gật đầu cười nói. Những thế lực khác không có gì khác biệt, thế nhưng nhà họ Trương mà Đinh Dũng đại diện vẫn không hề lên tiếng, bao gồm cả Đinh Dũng cũng giữ thái độ im lặng. Mãi tới khi những người khác bày tỏ ý kiến thì Đinh Dũng mới ho hắng, thản nhiên nói, không vấn đề gì, có điều. Có điều gì cơ, cậu Đinh cứ nói. Bách Lý Thuần nheo mắt cười nói. Nghe vậy, Đinh Dũng hơi sững người, sau đó bật cười, tôi có hai yêu cầu. Yêu cầu gì, Yên Anh Ly cau mày, tỏ vẻ bất bình nhưng vì thực lực mà Đinh Dũng thể hiện nên hắn không dám nói thêm gì. Những người khác nghe Đinh Dũng nói vậy đều đảo mắt nhìn anh, không biết Đinh Dũng ẩn ý điều gì. Thấy mọi người nhìn mình, Đinh Dũng nhếch miệng, yêu cầu thứ nhất, tôi yêu cầu tất cả mọi việc ở thành phố Kim Châu đều do tôi quyết định. Các ông có quyền đưa ra ý kiến, nhưng quyền quyết định phải thuộc về tôi. Đinh Dũng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biến sắc. Nhà họ Thiết và người nhà họ Trương ngỡ ngàng, vẻ mặt tỏ rõ sự vui mừng, còn một bên khác, mọi người không hẹn mà cùng cau mày. Đặc biệt là Tần Thiếu Phong, vốn dĩ ông ta còn muốn tranh chức minh chủ, hiện giờ thấy Đinh Dũng căn bản không cho bọn họ cơ hội, thì khác gì muốn ngồi vào chức minh chủ. Yêu cầu thứ hai. Các ông muốn phân chia lợi ích ở thành phố Kim Châu thì phải gánh vác trách nhiệm tương xứng. Tôi hy vọng khi thành phố gặp nạn, các ông không được đứng bên nhìn, nếu không đừng trách tôi không nhắc nhở các vị, sự nhẫn nại của tôi không được tốt cho lắm, không cho người khác cơ hội phản ứng, Đinh Dũng cứ thế nói tiếp yêu cầu thứ hai. Nghe yêu cầu thứ hai của Đinh Dũng, cả đám người mặt mày khác thường, những người ở gia tộc nhỏ ở bên dưới mặt mày ngỡ ngàng. Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng lần này chỉ có thể là để mặc cho người ta sâu xé nhưng nào ngờ Đinh Dũng lại bảo vệ lợi ích cho các thế lực ở địa phương như vậy. Chỉ cần những người nhà họ Tần thì gật đầu thì sau này vận mệnh của những gia tộc nhỏ như bọn họ đều có thể tự mình định đoạt, không cần phải nghe theo người khác nữa. Hai yêu cầu này ấy mà, nhà họ Bách Lý tôi không có ý kiến gì, Bách Lý Thuần đảo mắt, đưa ra quyết định. Nhà họ Bách Lý cũng là một trong những gia tộc của Kim Châu. Những yêu cầu này đối với phía ông ta mà nói chẳng có gì là bất lợi, ngược lại còn có thể khiến ông ta ngồi chắc vào vị trí đại ca. Vì hiện tại ở Kim Châu ngoài nhà họ Thiết có thể miễn cưỡng là đối thủ của nhà họ Bách Lý ra thì những gia tộc đứng đầu như nhà họ Trương khi đối mặt với bọn họ đều không đủ sức chiến lại. Mặc dù Đinh Dũng là võ đạo đại sư nhưng Bách Lý Thuần cũng không sợ anh.
Vì trong nhà họ Bách Lý vẫn có những cao thủ như vậy, có điều những cao thủ này vẫn ẩn thân tu luyện, rất ít khi ra mặt. Yêu cầu này của mày há chẳng phải là muốn chiếm chức minh chủ sao? Tần Thiếu Phong hắng giọng, nhìn Đinh Dũng mà nói, nhà họ Tần thị không thể đồng ý với yêu cầu này. Đúng vậy, Yên Anh Ly vừa định lên tiếng thì đột nhiên Đinh Dũng liếc mắt sang, hỏi, sao, các người có ý kiến gì? Thiên Âm Môn của tôi không có ý kiến gì, Trần Khả Hân nhìn sang Đinh Dũng lẻ lưỡi, nở nụ cười mê hoặc, lên tiếng, chỉ cần anh Đinh có thể bảo vệ lợi ích của chúng tôi thì chúng tôi theo anh Đinh. Đây, nhà họ Yên chúng tôi không ý kiến gì, nghe nhà họ Bách Lý và Thiên Âm Môn đều không phản đối, Yên Anh Ly vốn định nói gì đó nhưng nuốt lại lời vào trong. Cười trừ Trần Tiên Tử không có ý kiến gì, nhà họ Yên chúng tôi đương nhiên cũng không có ý kiến gì nữa. Các người, nghe vậy, Tần Thiếu Phong tái mặt đi. Những người này đều không có ý kiến gì, vậy há chẳng phải là biến thành mục tiêu công kích rồi sao? Vừa rồi ông ta vừa mới được lĩnh giáo sự lợi hại của Đinh Dũng, giờ không dám thò đầu ra nữa, thế là dưới con mắt lạnh lùng của Đinh Dũng, ông ta vội xua tay tôi cũng không có ý kiến gì. Mọi người đã không có ý kiến gì thì việc này cứ quyết định vậy đi, Đinh Dũng gật đầu, sau đó nhìn sang Bách Lý Thuần, cười nói, đã vậy thì phiền nhà họ Bách Lý thảo một bản hợp đồng, viết rõ từng điều khoản tránh về sau có người về sau lại có ý đồ khác. Hợp đồng đương nhiên cần có, tới lúc đó, mời cậu Đinh ký vào, Bách Lý Thuần gật đầu, cười nói. Tôi không ký, có nhà họ Trương và nhà họ Thiết là đủ, nghe Bách Lý Thuần nói vậy, Đinh Dũng lắc đầu cười. Tỏ ý việc liên minh tìm nhà họ Thiết và nhà họ Trương. Thấy Đinh Dũng nói vậy, Bách Lý Thuần nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ, mày không tham gia vào liên minh mà lắm chuyện thế. Thế nhưng Thiết Vô Cực và hai bố con Trương Thiệu Thích nghe xong thì chợt giật mình. Đinh Dũng làm vậy có khác gì dành lợi ích cho bọn họ đâu. Đặc biệt là bố con Trương Thiệu Thích, lúc này càng cảm kích không thôi. Nếu không phải có Đinh Dũng thì bọn họ sao có thể ngồi cùng với những gia tộc lớn mạnh như nhà họ Thiết, nhà họ Bách Lý được. Việc liên minh đã định, vậy việc mà tôi nói với mọi người trước đó, không biết mọi người nghĩ thế nào rồi, đúng lúc này, Thiết Vô Cực đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói với mọi người. Nghe vậy, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, nhớ lại việc giúp đỡ mà ông ta từng nhắc tới trong yến tiệc trước đó. Thiết Vô Cực cũng lấy việc này làm điều kiện mới đồng ý kết liên minh. Lúc này liên minh đã được lập, bọn họ không có lý do gì từ chối. Bách Lý Thuần là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Ông ta nói, việc mà anh Thiết đây nói, sau khi về tôi đã nghĩ kỹ, cũng đã thỉnh giáo các trưởng lão của nội viện trong gia tộc. Thấy Bách Lý Thuần lên tiếng, Thiết Vô Cực tập trung lắng nghe, những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía Thiết Vô Cực, đặc biệt là khi nghe thấy Bách Lý Thuần thỉnh giáo trưởng lão thì bọn họ càng như nín thở lắng nghe. Nội viện của nhà họ Bách Lý có lẽ những người khác không biết có ý nghĩa gì nhưng Yên Anh Ly và Tần Thiếu Phong lại rõ hơn ai hết. Nhà họ Bách Lý là gia tộc quy ẩn của thành phố Kim Châu. Mặc dù ngoại viện cho người ta cảm giác sàn sàn ngang bằng với nhà họ Thiết nhưng sự thâm hậu và thực lực thật sự mà người khác không biết rõ lại nằm ở nội viện, cũng chỉ có những gia tộc như nhà họ Yên, nhà họ Tần thị mới hiểu sự khủng khiếp của nội viện nhà họ Bách Lý. Nội viện mới chính là giường cột chắc chắn của nhà họ Bách Lý. Nội tình cũng không kém cạnh nhà họ Tần thị và nhà họ Yên, e rằng chỉ có Thiên Âm Môn, một tông môn lâu đời mới có thể chèn ép một phần nội viện của nhà họ Bách Lý. Nhà họ Bách Lý có thể tham gia, có điều thực lực của những người ở ngoại viện của chúng tôi có hạn, e rằng không giúp được nhà họ Thiết nhiều cho lắm. Bách Lý Thuần lại lần nữa chắp tay, cười nói với Thiết Vô Cực rất khiêm tốn, xin gia chủ Thiết đừng trách cứ. Vậy thì cảm ơn nhà họ Bách Lý quá. Tới lúc đó nhà họ Thiết chúng tôi nhất định sẽ tặng món quà rất hậu để cảm ơn, Thiết Vô Cực nghe vậy thì tỏ vẻ cảm kích, nói. Đinh Dũng đã đồng ý tiến thêm bước nữa, vậy chỉ cần giải quyết nhà họ Bách Lý và nhà họ Tần thị thì chuyến đi tới đỉnh Lạc Hà lần này, ông ta chắc chắn có thể thành công tìm được gia chủ. Cảm ơn gì chứ, đây là điều đương nhiên mà. Vừa hay đại nhân trong nội viện nghe nói việc này xong thì giao cho tôi một nhiệm vụ, bảo tôi tới đỉnh Lạc Hà tìm một phương thuốc. Bách Lý Thuần khoát tay cười nói, sau đó sắc mặt lại nghiêm trọng hẳn lại, tiếp tục có điều đại nhân ở nội viện nói rằng hiện giờ tứ đại danh sơn dị biến, đỉnh Lạc Hà e rằng không giống với trước kia nữa, bảo chúng tôi hành sự cẩn thận. Quả thực là vậy, tôi nghe nói hai đỉnh núi trong tứ đại danh sơn đã bị giới hành pháp lập căn cứ, Yên Anh Ly gật đầu, sau đó nhìn sang Tần Thiếu Phong, hỏi Tần tiền bối, nghe nói Phong Long Sơn đã bị nhà họ Tần thị chiếm cứ, đây có phải là thật không?
Cái này, Đỉnh Long Sơn dị biến, nhà họ Tần thì chúng tôi từ khi thành lập gia tộc đã đi theo con đường trừ ma vệ đạo, đương nhiên không thể chối từ việc điều tra về núi Phong Long, Tần Thiếu Phong biến sắc, như thể không muốn nói thêm. Hiện giờ, tứ đại danh sơn ngoài Đỉnh Lạc Hà ra thì tất cả đều bị chiếm đóng, duy chỉ có Đỉnh Lạc Hà hiện tại chưa có chủ, nhưng các thế lực vẫn nhìn chằm chằm như hổ đói. Có điều khiến người ta không ngờ tới đó là lần này nhà họ Yên và Thiên Âm Môn lại không có động tĩnh gì, không có ý muốn tranh Đỉnh Lạc Hà. Nhà họ Bách Lý cũng tham gia vào, vậy thì Thiên Âm Môn của chúng tôi đương nhiên không thể lùi bước rồi. Trần Khả Hân cười yểu điệu, sau đó lại nhìn sang Đinh Dũng, cười nói, Thiết gia chủ, xin lượng thứ vì tôi nói nhiều. Thực lực của anh Đinh mạnh như vậy, sao không mời anh ấy cùng đi? Ha ha, cậu Đinh đã đồng ý cùng đi với tôi rồi, Thiết Vô Cực cười nói. Ông ta dứt lời, không ít những người xung quanh thay đổi nét mặt. Đinh Dũng đã đồng ý đi rồi. Trần Khả Hân nghe vậy thì tỏ vẻ kinh ngạc, cười nói với Đinh Dũng, vậy lần này chuyến đi tới Đỉnh Lạc Hà của chúng tôi lại có thêm sự trợ giúp lớn rồi, phải chúc mừng ông Thiết trước thôi. Cảm ơn, Thiết Vô Cực chắp tay cười nói, vẻ mặt ngạo nghễ vô cùng. Mặc dù trước đó ông ta đã đoán ra được thực lực của Đinh Dũng không hề kém cỏi, nhưng lại không ngờ Đinh Dũng là một võ đạo đại sư, lúc này biết thực lực của Đinh Dũng, trong lòng ông ta đương nhiên vui mừng khôn tả. Có một người thực lực cao cường như vậy, lại thêm sự trợ giúp của mấy gia tộc lớn, lần này nếu không thể vượt qua sơn động thì e rằng chẳng còn hy vọng gì nữa. Vừa hay tôi cũng muốn tới xem Đỉnh Lạc Hà thế nào, Yên Anh Ly nghe Trần Khả Hân nói đi, hắn cũng gật đầu theo. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại ở Tần Thiếu Phong. Cảm nhận được ánh mắt tất cả mọi người, Tần Thiếu Phong khựng người, ho hắng một tiếng, nói, mọi người đều tham gia thì nhà họ Tần thị chúng tôi sao có thể thiếu được. Có điều hiện giờ Đỉnh Lạc Hà không như trước nữa, các vị vẫn nên chuẩn bị chu toàn trước khi xuất phát. Tần Thiếu Phong là một thành viên của nhà họ Tần thị, lại là võ đạo đại sư vừa đột phá cảnh giới, ông ta biết một số việc những người khác không biết, ví dụ như tứ đại danh sơn dị biến, tại sao duy chỉ Đỉnh Lạc Hà không có chủ. Lẽ nào nhà họ Yên và Thiên Âm Môn thật sự muốn nhường Đỉnh Lạc Hà cho những người khác ở Giang Bắc? Nguyên do trong đó, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Có điều những điều này, Tần Thiếu Phong không hề nói ra, đây là việc cơ mật của gia tộc. Ông ta không thể tùy tiện tiết lộ, ông ta thật sự không muốn tới Đỉnh Lạc Hà, nhưng những người khác đều đồng ý rồi, một mình ông ta không đồng ý thì cũng không được, và lại cứ nghĩ tới biến cố của Đỉnh Lạc Hà, Tần Thiếu Phong chợt manh nha một suy nghĩ mới. Suy nghĩ vừa xuất hiện, Tần Thiếu Phong bất giác nhìn sang Đinh Dũng, nhếch miệng cười tôi độc. Đại hội liên minh không xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Điều bất ngờ nhất chính là Đinh Dũng chỉ cần một chiêu đã có thể đánh bại võ đạo đại sư Tần Thiếu Phong, trở thành việc được nhắc đến nhiều nhất trong các gia tộc ở thành phố Kim Châu. Còn thông tin 6 thế lực liên minh cũng được đồn đi rất nhanh, chỉ trong một ngày gần như tất cả các gia tộc đều biết đến việc này và còn bị ép tham gia vào. Vì việc kết liên minh là điều cần thiết, một khi thế cục hỗn loạn, nếu như không có 6 thế lực liên minh bảo hộ, những gia tộc nhỏ như bọn họ gần như không có cơ hội để sinh tồn. Thế nhưng cũng có gia tộc lo lắng, ví dụ như nhà họ Hàn. Mặc dù Đinh Dũng khiến cho người ta phải ngỡ ngàng trong đại hội liên minh, khiến cho nhà họ Hàn cũng được lên tầm cao mới nhưng nhà họ Hàn lại không có được bất cứ lợi ích nào. Điều này khiến Hàn Tông Khôn khó hiểu, ông ta cũng vì vậy mà khó chịu với Đinh Dũng. Đinh Dũng là cháu rể nhà họ Hàn mà không tranh giành lợi ích cho nhà họ Hàn. Thế nhưng Hàn Tông Khôn lại không hề nghĩ tới. Kể cả là Đinh Dũng tranh giành lợi ích cho bọn họ thì thế lực và địa vị của nhà họ Hàn có thể bảo vệ nổi lợi ích này không? Đinh Dũng quả thực chẳng ra làm sao, sau khi quay về văn phòng của tập đoàn Hàn Thị, Hàn Tông Khôn mới cau mày hắng giọng, 1/6 lợi ích cứ thế dâng hết cho nhà họ Trương, đúng là nuôi ong tay áo. Nghe bố mình nói vậy, Hàn Thành Võ không hề lên tiếng nhưng trong lòng ông ta vẫn rất bất bình. Mấy năm nay nhà họ Hàn đối xử với Đinh Dũng thế nào? Ông ta đều có thể nhận ra rõ ràng. Hiện giờ hành động mà Đinh Dũng làm ra cũng hợp tình, có điều ông ta cũng không dám nói nhiều, nếu không, sợ sẽ khiến bố mình tức giận mà lâm bệnh. Khi mọi người trong gia tộc nói với việc này, Đinh Dũng và người của các gia tộc đã tới một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố sau lời mời của nhà họ Bách Lý. Anh Thiết đã định sau 3 ngày nữa vào Đỉnh Lạc Hà, vậy thì mọi người vẫn nên chuẩn bị chu đáo. Lần này chợ đen có một cuộc đấu giá. Tôi tin mọi người sẽ có được thu hoạch đấy, Bách Lý Thuần vừa cười,
vừa giải thích với mọi người và dẫn mọi người tới trước một nhà nghỉ ở thị trấn. Đây là nhà nghỉ mang phong cách cổ, trên tấm bảng hiệu còn viết ba từ nha môn quỷ, ba từ này uốn lượn mang theo cảm giác tà ma, kể cả là Đinh Dũng cũng phải nhìn lâu hơn một chút. Tôi ở thành phố Kim Châu bao nhiêu năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói tới nơi này, Thiết Vô Cực với bộ mặt hiếu kỳ, trên thực tế trong lòng ông ta không khỏi ngỡ ngàng. Cả thành phố Kim Châu ông ta nắm trong lòng bàn tay, nhưng trong mắt ông ta lại không có nơi nào thế này, điều này khiến ông ta càng thêm phần dè chừng với Bách Lý Thuần. Ha ha ha, buổi đấu giá của nơi này rất thần bí, những người đến đây đều là võ sĩ ở các vùng trong Giang Bắc, Bách Lý Thuần bật cười, sau đó nhìn sang những người khác. Đợi lát nữa sau khi vào trong, mọi người đi lượn trong sảnh nhà nghỉ này, sau đó chọn cho mình mặt nạ vừa ý, đeo nó lên rồi hãy đi xuống phía dưới, nơi diễn ra buổi bán đấu giá. Nghe vậy, Đinh Dũng không khỏi nhướng mày. Giao dịch đấu giá này đúng là rất tôn trọng thông tin cá nhân của khách, đeo mặt nạ thì không ai nhận ra ai. Mọi người đều có thể tự do trao đổi món đồ mà mình cần mà không lo bị người khác nhớ mặt. Ha ha, nơi này rất thú vị. Những người tham gia đều đeo mặt nạ, Thiết Vô Cực nghe xong thì bật cười tán thưởng. Còn Tần Thiếu Phong, Yên Anh Ly và Trần Khả Hân lại không tỏ thái độ gì, rõ ràng bọn họ không lấy làm lạ với hình thức giao dịch thế này. Quy định đã rõ, không ai không chần chừ nữa. Bách Lý Thuần dẫn tất cả vào trong, vừa vào cửa đã bị một người đàn ông đeo mặt nạ chặn lại, có điều sau khi thấy Bách Lý Thuần, người này lập tức khom lưng gật đầu, dẫn bọn họ đi vào sảnh. Cậu Bách Lý! Xem ra cũng hay đến đây nhỉ, Thiết Vô Cực nheo mắt nhìn Bách Lý Thuần. Bách Lý Thuần nghe xong cũng không tỏ thái độ khiêm tốn, ông ta cao ngạo, gật đầu cười, gần như mỗi lần có giao dịch đấu giá tôi đều đến. Vừa nói, mọi người đã tới sảnh chính từ lúc nào? Diện tích sảnh nha môn quỷ không hề nhỏ, cũng phải hơn 100 mét vuông. Trong sảnh bày đủ các loại vật phẩm trang trí, có tượng đất, có gấm vóc, bình phong, bên trên còn treo các loại mặt nạ khác nhau. Lúc này vừa hay có vài người đang lựa chọn mặt nạ ở đây, thay lên một bộ quần áo mới là không ai nhận ra ai với ai. Sau khi mấy người đi vào, không ai lên tiếng, cứ thế tách nhau ra mỗi người một hướng. Đinh Dũng lại không vội, lựa chọn hướng đi ít người, một mình lượn trong sảnh. Khi đi qua mỗi một góc, anh đều vỗ vào hông, trên mặt mang theo chiếc mặt nạ bằng kim loại. Bộ quần áo anh mặc trên người vô tình biến thành màu xanh lam. Khí chất trên người anh cũng dần thay đổi. Hiện giờ Đinh Dũng giống như một thi nhân nho nhã bước ra từ thời cổ đại, kể cả là Thiết Vô Cực đứng trước mặt Đinh Dũng, e rằng cũng rất khó nhận ra. Thú vị, Đinh Dũng lẩm nhẩm, lựa chọn cho mình một lối vào. Lối vào này ngoằn ngoèo khúc khuỷu, là một lối đi dẫn xuống phía tầng hầm, cũng phải đi gần 100 mét mới tới được sảnh tầng hầm. Trên tường của sảnh có rất nhiều cửa, gần như tất cả người của sảnh nha môn quỷ cho dù đi tới đâu. Cuối cùng bọn họ cũng đều quy tụ tại đây. Ánh đèn mờ ảo, mang theo mặt nạ, dùng mắt thường căn bản không thể nhận ra ai với ai, Đinh Dũng gật đầu, yên tâm hơn hẳn. Hiện giờ những người tu luyện võ đạo khác với thời cổ. Bọn họ chủ yếu tu luyện thể xác chứ không như thời thượng cổ, tu luyện khí, cùng tu luyện thể xác và linh hồn, vì vậy kể cả là những người đạt cảnh giới võ đạo tông sư thì sức mạnh linh hồn cũng rất yếu ớt, căn bản không thể giống như Đinh Dũng. Có thể toát ra luồng khí tức và sức mạnh linh hồn để thăm dò đối phương. Được rồi, đã đến giờ, buổi đấu giá sắp bắt đầu, mọi người đến cả đi. Đúng lúc này, trên sân khấu trong sảnh chính, xuất hiện một người mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ. Giọng người này hơi khàn, nghe rất kỳ lạ khiến người ta không thể phân biệt là nam hay nữ. Mặt nạ quỷ trên mặt người này như khóc như cười, trông rất quỷ dị. Nghe người này nói vậy. Những người trong sảnh tầng hầm đều quy tụ lại phía đó. Phía dưới sân khấu được xếp mười mấy chiếc ghế gỗ, mọi người không ai nói gì, cứ thế tìm chỗ ngồi cho mình. Đinh Dũng thấy vậy cũng lựa cho mình một vị trí, ngồi vào một góc bên trái. Trong sảnh vốn cũng chẳng có lấy mấy người, Đinh Dũng lại ngồi trong góc, càng ít người chọn ngồi ở đây. Chỉ có một người mặc trường bào màu đen đeo mặt nạ khổng tước ngồi cách anh không xa. Là nữ, thực lực không hề vừa. Có lẽ mạnh hơn Tần Thiếu Phong một chút, cho dù người này ăn mặc kín mít nhưng Đinh Dũng vẫn có thể nhìn thấu được giới tính và thực lực của người này. Theo quy tắc trước đây, từ phải qua trái, lần lượt từng người lên giới thiệu về vật phẩm mình muốn mua hoặc muốn trao đổi, lúc này, trên sân khấu người đeo mặt nạ quỷ lại một lần nữa lên tiếng và lấy ra vài món đồ trong túi đựng của mình,
nói tôi trước, đây là món đồ tôi lấy được trong một ngọn núi sâu, đây đều là những dược liệu quý, những ai cần cứ ra giá, có điều tôi lại muốn đổi lấy một số món đồ bảo mệnh hơn. Người này vừa nói vừa rút ra vài cây thuốc, thận trọng đặt trên sân khấu. Đinh Dũng chỉ cần liếc là đã mất đi hứng thú. Đây toàn là những thứ quá bình thường, không thể coi là quý giá được, và lại đối với anh mà nói thì nó lại chẳng có tác dụng gì. Có điều những người khác lại không nghĩ như vậy. Sau khi người kia lấy ra cây thuốc này, lập tức có người ra giá, thế nhưng tới cuối cùng lại không ai lấy ra vật gì quý giá để trao đổi. Chẳng thể còn cách nào khác, người kia chỉ đành ra giá mỗi cây gần 100.000 tệ bán sạch số cây thuốc này. Được rồi, vật phẩm của tôi đổi xong rồi, sau đó người kia chỉ vào người ngoài cùng bên phải, nói, đến người tiếp theo. Dứt lời, người kia chủ động bước xuống khỏi sân khấu, ngồi vào cái ghế ngoài cùng bên phải đang còn trống, còn người ngồi ghế này ban đầu đã nhanh chóng đi lên sân khấu. Chỗ tôi chỉ có một món đồ, cũng chẳng giấu gì mọi người, đây là một món đồ huyền bí, đây là một người đàn ông, giọng nói nghe trầm khàn. Người này vừa nói vừa rút ra một cái chuông từ trong túi, khẽ lay, tiếng chuông vui tai liền vang lên. Tiếng chuông này giống như có ma tính vậy, vừa vang lên lập tức khiến những người có mặt ở đây đều choáng váng. Đinh Dũng nghe xong cũng phải cau mày, sức mạnh linh hồn trong anh khẽ trỗi dậy, ngăn lại sự ảnh hưởng từ cái chuông kia gây ra. Cái chuông này có tác dụng làm sao động tinh thần, lại thêm sự huyễn hoặc của nó nên khiến người ta không khỏi hoài nghi về lai lịch. Có điều những người ở đây đều là những người phi phàm, không ít người bắt đầu chịu sự ảnh hưởng, nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại. Cái chuông này thật kỳ lạ, có thể khiến đầu tôi điên đảo, một người đàn ông hắng giọng, lạnh lùng hỏi, anh muốn đổi món đồ gì? Tôi không đổi đồ, tôi chỉ cần tiền, người đàn ông trên sân khấu cười quái dị, sau đó đặt chuông lên trên sân khấu, cái chuông này có giá thấp nhất 3 triệu nhân dân tệ, ai ra giá cao người đó được. Sau khi cái chuông được đặt xuống, âm thanh vui tai không còn phát ra nữa, những người chịu ảnh hưởng cũng bắt đầu khôi phục lại trạng thái ban đầu. Sau khi nghe giá thấp nhất, bọn họ lập tức ra giá, tôi trả 3.050.000 tệ, cái chuông này thuộc về tôi muốn xem nó rốt cục là thứ gì mà lại khác thường như vậy. 3.500.000 tệ mà muốn có được nó, tôi ra 4 triệu tệ, không đợi người kia dứt lời, đã có người trả lên. Chẳng mấy chốc, cái chuông đã được người ta đẩy lên mức giá hàng chục triệu nhân dân tệ. Một người đứng ở phía xa đứng dậy, giọng nói có phần cục cằn, tôi ra giá 20 triệu tệ. Cắt, một cái chuông thôi mà ra giá 20 triệu tệ. Đúng vậy, thôi bỏ đi, tôi cũng rất hiếu kỳ đấy. Vừa nghe người này ra giá 20 triệu tệ, những người trước đó còn đang nhiệt tình trả giá lập tức bỏ cuộc. Thực sự thì người này đã kéo mức giá lên đến 20 triệu đã vượt qua phạm vi bọn họ có thể gánh được. Vốn dĩ một món đồ không biết có tác dụng gì, hoàn toàn không cần thiết phải chi một số tiền nhiều như vậy để có được, huống hồ đằng sau còn bao nhiêu người chưa lên sân khấu. Thấy không ai đấu giá nữa, người đàn ông trên sân khấu đứng dậy, cười nói, đã vậy thì cái chuông này thuộc về cậu bạn đây rồi. Người này dứt lời sau đó lấy cái chuông ra. Người kia không thêm lời nào, cứ thế nhận lấy cái chuông cho vào túi mình, nói tiền tôi sẽ chuyển cho anh sau 3 tiếng kết thúc buổi đấu giá. Được, tôi tin vào chữ tín của nha môn quỷ. Người kia gật đầu, cứ thế nhảy xuống khỏi sân khấu. Tiếp sau đó, lần lượt từng người lên sân khấu, đem món đồ của mình ra trao đổi và trong đó có không ít món Đinh Dũng cảm thấy có hứng thú. Có điều, anh không ra tay trao đổi, thứ nhất vì không cần thiết, thứ hai là vì món đồ những người này muốn trao đổi cũng rất kỳ lạ. Trong lúc này, Tần Thiếu Phong và mấy người phía Yên Anh Ly đều lần lượt lên trên sân khấu. Mặc dù bọn họ giả trang rất tốt, thậm chí bọn họ còn không nhận ra nhau nhưng Đinh Dũng quá quen với khí tức của bọn họ. Bọn họ không biết cách giấu đi khí tức do vậy Đinh Dũng chỉ cần nhìn là có thể nhận ra thân phận từng người. Duy chỉ Trần Khả Hân ở đây là Đinh Dũng không phát hiện được khí tức, thậm chí anh cố tình dùng sức mạnh linh hồn thăm dò tất cả những người trong sảnh một lượt nhưng vẫn không thể nhận ra được sự tồn tại của Trần Khả Hân. Có điều có một người khiến anh chú ý, người ngồi đối diện với anh thu khí tức vào trong. Đinh Dũng không thể cảm nhận được bất cứ điều gì từ người này, nếu không phải dùng mắt thường có thể trông thấy người ngồi đó mà chỉ dựa vào linh hồn để tìm kiếm thì anh căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của người này. Không phải đã từng tu luyện qua môn pháp ẩn khí tức mà trên người người này có bảo bối với chức năng tương tự, Đinh Dũng trong chốc lát đã nhận ra được nhiều điều, anh có phần hoài nghi người này chính là Trần Khả Hân nhưng lại không dám chắc chắn.
Đương lúc Đinh Dũng thất thần thì người được anh chú ý đặc biệt kia đột nhiên đứng dậy đi về phía sân khấu, chỉ cần nhảy một cái đã lên được sân khấu, trong tay còn xuất hiện thêm cái hộp màu đen. Túi đựng đồ, Đinh Dũng lập tức nheo mắt nhìn, thân phận của người này không hề đơn giản. Không chỉ cơ thể người này có bảo vật che giấu khí tức mà còn có cả túi đựng đồ, đây không phải là thứ mà người thường có được. Kể cả là Bách Lý Thuần, đại trưởng lão ngoại viện của nhà họ Bách Lý cũng không có thứ này. Quả nhiên, sau khi thấy cảnh này, lập tức có không ít người thay đổi sắc mặt. Mặc dù bọn họ đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể cảm nhận được con mắt đầy chăm chú hướng lên sân khấu của bọn họ. Đúng lúc chiếc hộp đen xuất hiện, đối phương còn chưa lên tiếng, túi đựng đồ của Đinh Dũng đột nhiên lay động thật mạnh. Đinh Dũng sững người, sau đó vội thu sức mạnh linh hồn lại, thăm dò bên trong túi đựng đồ. Lúc này, trong túi đựng đồ có một quả cầu vàng đang lay động điên cuồng, từng khí đen dị thường toát ra khỏi quả cầu vàng này, đồng thời một giọng nói yếu ớt vang lên, thả tôi ra, khí tức này, giúp tôi có được nó, tôi nguyện làm nô lệ. Nghe giọng nói yếu ớt này, Đinh Dũng không khỏi nhướng mày, anh nhớ tới lai lịch của quả cầu vàng. Đây chẳng phải là cái tượng dị thường mà anh đã phong ấn sao? Nó có thể thông qua phong ấn của mình cảm nhận được tình hình bên ngoài. Đinh Dũng đột nhiên lạnh run người, đây có khác gì mọi chuyện bí mật của anh đều bị nó phát hiện rồi. Theo lý mà nói thì không thể. Phong ấn mà anh tạo ra đừng nói là một bức tượng, cho dù là lão quái vật trong thời kỳ nguyên anh bị anh phong ấn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong phong ấn, sao có thể thông qua phong ấn cảm nhận được mọi thứ bên ngoài được. Mày có thể cảm nhận được tình hình của thế giới bên ngoài, nghĩ vậy, Đinh Dũng cau mày hỏi. Nghe Đinh Dũng hỏi vậy, quả cầu vàng kia càng lay điên cuồng hơn, đồng thời một giọng nói yếu đuối lại lần nữa vang lên, tôi không cảm nhận được, nhưng luồng khí tức này không phải phong ấn của anh có thể ngăn lại được. Đây là khí tức huyết linh, giúp tôi có được nó, tôi nguyện lập ra hồn chú làm nô lệ. Huyết linh, Đinh Dũng sững người, anh sống hơn 5.000 năm, chưa từng nghe thấy cái thứ gọi là huyết linh bao giờ. Không sai, nhất định là huyết linh, nhất định là khí tức huyết linh, bức tượng kia quả thật điên rồi, thậm chí còn không tiếc lập ra hồn chú làm nô lệ, chỉ cần cậu giúp tôi có được nó, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Đinh Dũng cau mày, lập ra hồn chú cũng là lựa chọn không tồi. Giống với nông dân trước kia ở Bắc Cảnh, đều là những thứ có thể kiểm soát sinh tử, có điều hồn chú lại không thể bị động phóng ra, chỉ có thể do người bị thi triển thuật chủ động phóng ra mới được. Một khi lập ra hồn chú thì chỉ cần Đinh Dũng niệm là có thể kiểm soát được sự sống và cái chết của bức tượng này. Rốt cục là thứ gì mà khiến tên này muốn có đến vậy, Đinh Dũng lẩm bẩm, sau đó giải phong ấn bức tượng, điềm tĩnh nói, mày lập hồn chú đi, chỉ cần mày lập hồn chú thì tao sẽ giúp mày có được nó. Được, linh hồn bên trong bức tượng không hề do dự, cứ thế lập hồn chú. Một luồng khói đen bốc lên khỏi bức tượng, vây quanh đầu ngón tay Đinh Dũng, hóa thành từng đường vân đen mà mắt thường không thể cảm nhận. Đinh Dũng lập tức lĩnh hội, thần chú đã thành, một khi tên này dám có ý đồ làm phản, anh chỉ cần niệm là có thể khiến nó hồn bay phách lạc. Mau giúp tôi, linh hồn bên trong bức tượng rất mong chờ. Đinh Dũng cũng không phải kẻ hồ đồ. Đối phương đã lập hồn chú thì anh đương nhiên nói được làm được, thế rồi Đinh Dũng gật đầu, được rồi, im miệng đi, giờ tao giúp mày mua nó về. Đúng lúc này, người giống Trần Khả Hân đã mở cái hộp đen kia ra, để lộ ra vật phẩm bên trong, đây là một khối tinh thể màu vàng, bán trong suốt, to bằng nắm tay. Trong tinh thể này có chứa vật chất trông giống hình người, thể chất màu đỏ tươi, trông rất khác lạ. Lúc này, cái hộp đen vừa được mở ra. Xung quanh đột nhiên nổi lên từng cơn gió. Cũng không biết là cảm nhận sai hay sao nhưng nhiệt độ xung quanh như lạnh đi vài độ, không ít người bất giác run rẩy. Vật này được cha tôi vượt qua cửu tử nhất sinh mang ra khỏi một nơi hết sức thần bí, cụ thể nó rốt cục là thứ gì thì tôi cũng không rõ, có điều tôi đã dùng đủ cách nhưng vẫn không thể mở được lớp tinh thể bên ngoài. Hôm nay tôi lấy nó ra là muốn đổi lấy một viên linh đan rượu dược có thể kéo dài tuổi thọ, chữa trị bách bệnh, nói tới đây. Người này lập tức đóng hộp lại, cảm giác dị thường kia lập tức tan biến, nhưng lời nói của người này lại khiến cho đám đông như dậy sóng, cha tôi phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có được vật này nhưng vì trọng thương nên cần một viên linh đan rượu dược trị bệnh. Mọi người đều là người theo võ đạo, nhất định biết rõ trên đời này không phải việc gì cũng có thể giải quyết bằng khoa học. Mặc dù linh đan rượu dược rất hiếm nhưng nhất định vẫn còn tồn tại trên đời, người này càng nói càng khó tin. Tới cuối cùng giọng nói lại dưng dưng, chỉ cần có thể đổi được linh đan thì tôi nguyện bỏ ra mọi giá.
trên đời này sao có thể có thứ linh đan như vậy được? Đúng vậy, cho dù có thứ thuốc như vậy, e rằng người ta cũng để lại cho bản thân, ai lại lấy ra trao đổi làm gì? Bầu không khí vốn trầm lắng, lúc này sau sự xuất hiện của thứ đồ màu hổ phách bên trong hộp đen mà bầu không khí chợt nóng lên. Những người đeo mặt nạ dù không biết thân phận của nhau nhưng cũng thảo luận không ngừng. Đinh Dũng ngồi một góc, cau mày. Loại đan dược như vậy không phải anh không có nhưng đều để lại trong phủ đệ. Lúc này trên người anh chỉ có một chai thanh linh đan mà trước đó Kim Vô Đạo vào phủ của anh tiện thể mang ra cho anh. Thanh linh đan và đan dược mà Kim Vô Đạo lấy không giống nhau. Bách thảo đan là đan dược chuyên dùng để tăng tuổi thọ, còn thanh linh đan có tác dụng gần như tẩy cốt, có điều hiệu quả so với tẩy cốt thật sự lại không kém hơn là mấy. Bình thường Đinh Dũng dùng để bổ trợ cho cơ thể khi tu luyện. Loại đan dược này mặc dù không thể kéo dài tuổi thọ nhưng nếu là một số bệnh tình thì vẫn có tác dụng, nghĩ vậy, Đinh Dũng vỗ vào túi đựng đồ, rút ra một vật gốm sứ màu trắng, sau đó đứng dậy nói, chỗ tôi có một chai đan dược, nhưng không biết cha cô bị bệnh gì, vì vậy không dám đảm bảo hiệu quả nhất định. Có điều nếu là bệnh tình thông thường thì đều có thể chữa trị, nói rồi, Đinh Dũng im lặng chờ đối phương trả lời. Nghe vậy, người kia mới ngẩng đầu, do dự một hồi. Sau đó nói, có thể cho tôi mượn đan dược xem được không? Được, Đinh Dũng không sợ người này chạy mất, nên cứ thế ném lọ sứ trắng về phía người này. Người kia nhận lấy, thận trọng mở ra ngửi, đột nhiên toàn thân chợt khựng lại, người này như bị sét đánh đứng yên tại chỗ vậy. Có chuyện gì thế, lẽ nào thuốc này có gì đó không ổn, thấy người kia bất động, có người bắt đầu suy đoán. Có điều bọn họ chưa nghĩ được thêm gì nhiều thì người trên sân khấu lập tức thu cái chai kia về, sau đó mở hộp đen nói với Đinh Dũng, đổi vật này. Đinh Dũng thở phào, nhận lấy chiếc hộp đen, lúc này người kia lại nói, đan dược này không hề bình thường, nếu như có thêm thì tôi lấy thêm, giá bao nhiêu cũng được. Không còn nữa, đây là thứ mà tôi may mắn có được, chỉ có một chút này thôi, Đinh Dũng lắc đầu, tỏ ý mình không còn nữa. Loại đan dược này rất hiếm có trên đời. Nếu như anh lấy ra thì nhất định sẽ thêm rắc rối, vả lại trên người Đinh Dũng thật sự chẳng còn thêm. Nghe Đinh Dũng nói vậy, người kia như thể nản lòng, bất lực gật đầu. Thế nhưng Đinh Dũng vẫn cảm nhận được vài ánh mắt dừng lại trên người mình, điều này khiến anh thấy hơi bất lực, xem ra không tránh khỏi rắc rối rồi. Dù Đinh Dũng không thích phiền phức nhưng cũng chẳng sợ phiền phức tìm đến mình. Chẳng mấy chốc, từng người lần lượt lên sân khấu, có người đổi được vật phẩm mà mình muốn. Có người ra giá cao, đương nhiên cũng có không ít người đến đây mà chẳng giao dịch được gì. Khi đến Đinh Dũng, anh nghĩ một hồi, nhận ra mình không có gì để đổi trác, có điều vì không muốn người khác để ý, anh vẫn đi lên, ngồi khoanh chân trên sân khấu, lấy ra một vũ khí đã chuẩn bị từ trước. Vũ khí này là một con dao ngắn, đây là thứ mà Đinh Dũng vừa lấy ra khỏi túi đựng đồ, có lẽ là vật phẩm mà tên quỷ công tử kia để lại. Đinh Dũng căn bản chẳng coi trọng nó, định lấy ra ứng phó. Thần binh, không biết các hạ muốn đổi thứ gì, thế nhưng điều khiến Đinh Dũng không ngờ tới đó là anh vừa rút con dao kia ra, lập tức có không ít người hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Khụ khụ, thần binh, mặt Đinh Dũng tỏ vẻ kỳ lạ, dở khóc dở cười nhìn xuống phía dưới. Con dao ngắn này anh thấy rất bình thường, ngoài sắc ra thì chẳng có gì nổi bật, thậm chí đến cả vỏ kiếm đen trước đó còn lợi hại hơn con dao này nhiều. Thế nhưng con dao ngắn này vừa xuất hiện đã khiến không ít người ở phía dưới đều trộn rộn, đặc biệt là những người trước đó lên tiếng, lúc này cứ thế đứng bật dậy, nhìn Đinh Dũng, hỏi con dao này thì đổi cái gì, một thần binh như vậy mà còn lấy ra đổi, tôi lấy nó. Hai, người ta còn chưa nói đổi gì mà cậu đã bảo có được nó, lúc này, một người khác cũng đứng dậy, nhìn Đinh Dũng chắp tay, nói, người anh em, cậu muốn đổi lấy bảo bối gì. Đinh Dũng ho hắng một tiếng. Hồi lâu mới nhìn hai người kia nói, con dao này trước đây tôi dùng đến nhưng giờ không dùng đến nữa nên định đổi lấy thứ gì đó hiếm có, càng hiếm càng tốt. Càng hiếm càng tốt, nghe Đinh Dũng nói vậy, không chỉ người kia sững sờ mà những người khác cũng thẫn thờ theo. Một thần binh sắc bén như vậy mà chỉ đổi lấy một vài thứ hiếm có. Trên đời còn có giao dịch dễ dàng thế này sao? Đột nhiên có không ít người bắt đầu tìm những thứ đồ hiếm có của mình. Đúng lúc này. Người đầu tiên đeo mặt nạ lên sân khấu đứng dậy, nhìn mọi người nói, mọi người yên lặng chút đi, chi bằng thế này, những ai muốn có con dao đó thì lấy ra vật mà mình coi là hiếm có, sau đó để cho các hạ đây quyết định trao đổi với ai, mọi người thấy sao? Nói rồi,
Người này đảo mắt một lượt, cười nói, nếu không ai phản đối thì cứ quyết như vậy đi. Trên thực tế không phải cô ta muốn lo chuyện bao đồng, thế nhưng lần này cô ta là người chủ trì buổi đấu giá, nhất định phải đảm bảo buổi đấu giá được diễn ra thuận lợi, một khi rối loạn thì có muốn chỉnh đốn cũng vô cùng khó khăn. Cũng may những người này đều biết cô ta là chủ trì ở đây, nói gì thì cũng là bộ mặt của nha môn quỷ nên tất cả lần lượt gật đầu, coi như đồng ý với phương án này. Tôi trước, chỗ tôi có một quả trứng thú không rõ tên, một người đàn ông đứng dậy trước, không biết lấy từ đâu ra một quả trứng chim. Trứng của loài chim này chỉ to bằng nắm tay, Đinh Dũng nhìn là thấy mất hứng. Có lẽ đây là trứng một con ngỗng nào đó, lấy ra tỏ vẻ thần bí mà thôi. Ha ha, đây là trứng vịt sao, thấy quả trứng này, có người châm chọc. Người đàn ông kia nghe vậy thì lạnh giọng, nói có bản lĩnh thì lấy ra món gì tốt hơn cho mọi người xem đi. Nói rồi, người đàn ông kia lại giơ quả trứng cho Đinh Dũng xem, thấy Đinh Dũng không tỏ vẻ hứng thú, người này đành ngồi xuống. Tiếp theo lại có không ít người lần lượt lấy ra một số thứ đồ cổ quái nhưng lại không có nổi một món đồ mà Đinh Dũng ưng ý. Không phải Đinh Dũng kén chọn mà thực sự thì những món đồ này quá tầm thường. Tôi thấy cậu đang chơi chúng tôi thì đúng hơn, đột nhiên có người chỉ vào Đinh Dũng, nói cái này không muốn, cái kia cũng không muốn, vậy rốt cuộc cậu muốn cái gì, không phải cậu coi chúng tôi là kẻ ngốc đấy chứ. Đúng vậy, cậu nói muốn thứ gì đó hiếm có, giờ bao nhiêu thứ hiếm có như vậy lại bảo không ưng. Có phải cậu căn bản không muốn đổi thần binh đó không? Tôi thấy có khả năng đấy, một thần binh tốt như vậy, sao cậu ta nỡ bán được? Tên này không phải cố ý muốn xem trên người chúng ta có gì chứ? Vừa nghe vậy, đột nhiên tất cả đều xôn xao, chủ yếu là vì Đinh Dũng không ưng món nào, điều này cũng chẳng thể trách bọn họ nghĩ khác đi được. Hai, Đinh Dũng cười khổ, đang định giải thích thì đột nhiên cô gái ngồi trước anh đứng dậy, tháo mặt dây truyền hình mắt mèo ra. Nói cái này, các hạ xem có được không? Đinh Dũng nhướng mày, nhìn mặt nạ hình mắt mèo một cái, đây là mặt nạ rất bình thường, có điều anh thấy chẳng có món nào mình ưng ý, như vậy cũng không được hợp lý cho lắm nên hỏi lại cô muốn đổi lấy con dao này. Cô gái kia gật đầu, đằng sau lớp mặt nạ khổng tước là đôi mắt sáng ngời. Thấy cô ta nói vậy, Đinh Dũng ho hắng một tiếng, nói, vậy tôi đổi cho cô. Nghe Đinh Dũng nói vậy, cô gái kia mừng rơn. Vội đi tới, giao mặt dây truyền hình mắt mèo cho Đinh Dũng sau đó vui vẻ nhận con dao về. Có thể nhận ra cô ta rất thích con dao này, và lại độ dài của con dao cũng rất phù hợp với cô ta. Đinh Dũng cầm lấy mặt dây truyền này, ho hắng một tiếng rồi nhảy khỏi sân khấu. Còn ai muốn trao đổi gì nữa không? Đinh Dũng xuống khỏi sân khấu, người chủ trì trước đó lại đi lên, sau khi hỏi hai lần, cô ta mới khom người. Nói, đã không ai muốn trao đổi gì thì buổi đấu giá hôm nay kết thúc tại đây, hy vọng mọi người chú ý an toàn khi rời đi. Nói rồi, cô ta xuống sân khấu, đi về phía một cánh cửa. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt đứng dậy, Đinh Dũng không vội rời đi mà thăm dò trong túi đựng đồ, nói với bức tượng đang kêu gào kia, được rồi, đừng la hét nữa, đợi tao nghiên cứu xong thì đương nhiên sẽ đưa cho mày. Vô lý, anh dám lừa tôi. Pho tượng từng tự xưng là cốc thổ phủ không ngừng gào thét bên trong túi đựng đồ. Huyết linh trong chiếc hộp đen kia đối với hắn mà nói có sức hút chí mạng. Vốn dĩ Đinh Dũng đã đồng ý giao món đồ này cho hắn nhưng trước khi đưa cho hắn, Đinh Dũng còn muốn nghiên cứu xem đây rốt cục là thứ gì. Yên tâm, tao nghiên cứu xong nhất định sẽ trả cho mày, nói rồi, Đinh Dũng cứ thế rút ra khỏi túi đựng đồ, sau đó cắt đứt liên hệ với nó. Cho dù tên kia có bị giày vò thế nào thì Đinh Dũng không thấy tận mắt cũng sẽ không đau đầu, sau đó anh lấy chiếc hộp đen kia ra, hít sâu một hơi. Chiếc hộp đen này được làm từ đá đen tuyền, trông rất khác thường. Lúc này, Đinh Dũng từ từ mở chiếc hộp ra, xung quanh lập tức nổi lên từng cơn gió. Đến cả nhiệt độ cũng hạ xuống, khu sảnh ở tầng hầm tối tăm thì giờ lại trông có phần âm u hơn. Đinh Dũng cau mày, linh lực trong cơ thể anh trỗi dậy. Sau đó anh nắm lấy phần tinh thể màu hổ phách kia. Cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay, Đinh Dũng khẽ dùng lực, độ cứng của tinh thể hổ phách kia quả vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Kể cả anh có dùng hết sức cũng không thể khiến nó bị tổn hại gì. Kỳ lạ, tinh thể này cứng thật, Đinh Dũng lẩm bẩm, bắt đầu thăm dò bên trong khối tinh thể thông qua linh lực của mình. Linh lực rất dễ dàng đã có thể thăm dò được khối tinh thể kia. Phần bề mặt tinh thể rắn chắc, trên thực tế lại có rất nhiều những lỗ hổng nhỏ mà mắt thường không thể thấy được.
linh khí rất dễ dàng thâm nhập vào trong, cuối cùng cũng chạm được đến vật chất màu đỏ đậm. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trong đầu Đinh Dũng, khiến anh sững sờ. Cũng may sức mạnh linh hồn của Đinh Dũng đủ lớn mạnh, trong chốc lát anh cũng đã hồi phục lại được tinh thần. Giây phút anh hồi phục tinh thần, một luồng khí tức khiến người ta khó chịu bộc phát. Đinh Dũng vội nhìn vào bàn tay mình nhưng lại thấy bên trong lớp tinh thể màu hổ phách kia không có bất cứ vật gì, chỉ còn lại cái vỏ rỗng, còn luồng khí tức khiến người ta khó chịu lại phát ra từ cơ thể anh. Sao lại thế này? Đinh Dũng tái mặt, vội điều khiển linh khí trong cơ thể. Lúc này, trong cơ thể anh có một vật chất màu đỏ đậm đang không ngừng thôn tính linh khí, thậm chí dính chặt lấy cơ thể anh, mưu đồ muốn dung hòa với cơ thể anh. Cảm nhận được điều này, sắc mặt Đinh Dũng khó coi hơn hẳn. Anh vội vận hành thánh tâm quyết, sức mạnh linh hồn đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng, chiếu vào vật chất màu đỏ đậm kia, giống như nắng xuân hòa vào tuyết, khiến cho vật chất màu đỏ đậm kia bắt đầu né tránh. Đinh Dũng nhân cơ hội này, lập tức điều khiển sức mạnh linh hồn để cho vật chất màu đỏ đậm kia bị ép ra khỏi cơ thể, sau đó anh vỗ vào túi đựng đồ, để cho vật chất màu đỏ đậm vào bên trong túi, hạ giọng nói, không phải mày muốn có nó sao? Cho mày! Tao trù cho cả nhà mày chết không yên, loại khốn khiếp dám lừa ông đây, mày, pho tượng kia phát ra luồng khí tức dị thường màu đen, không ngừng mắng chửi Đinh Dũng. Đột nhiên, vật chất màu đỏ đậm kia bị Đinh Dũng đẩy vào, rơi trúng pho tượng. Vật chất màu đỏ đậm này sau khi rơi trúng pho tượng thì điên cuồng thâm nhập vào pho tượng, còn cốc thổ phủ bên trong pho tượng lại gần như bị cảnh tượng đột nhiên xuất hiện dọa cho giật bắn mình, hắn im bặt và sau đó tiếng kêu gào thảm thiết như lợn bị chọc thiết vang lên. Loại giết người, mày dám thả linh huyết ra, tiếng thét của cốc thổ phủ rít lên cao, sau đó pho tượng lập tức lắc lư không ngừng, cứ thế va vào hết bên trái lại bên phải của túi đựng đồ. Chẳng mấy chốc mà pho tượng kia như mất đi sức lực. Trong chốc lát không còn thấy gì nữa còn pho tượng kia rơi bịch xuống dưới. Trong pho tượng, lúc này tồn tại hai ý chí khác nhau rõ rệt. Một ý chí thuộc về bản thân pho tượng còn ý chí còn lại của vật chất màu đỏ đậm kia. Hai bên cứ thế dày vào nhau, cùng thôn tính nhau, chẳng mấy chốc mà hai màu đen đỏ hòa lại làm một. Chốc chốc lại có tiếng kêu gào vang lên, có cả tiếng mắng chửi và hỏi han Đinh Dũng cũng như tiếng nạt nộ đầy tức tưởi, tên giết người kia, mày dám thả huyết linh ra, còn thả nó vào pho tượng mà tao ở, mày muốn hại chết tao phải không? Là mày nói muốn thôn tính nó, tao cho mày rồi thì còn trách gì tao, Đinh Dũng xoa xoa mũi, không hề cảm thấy áy náy. Tao muốn thôn tính nó nhưng mày thả nó ra rồi thì tao thôn tính nó kiểu gì? Giờ nó muốn thôn tính tao, cốc thổ phủ dù vẫn nói như vậy nhưng khí thế của hắn không hề yếu ớt, ngược lại còn cùng với vật chất đỏ đậm kia cùng thôn tính lẫn nhau, như kích thích thêm hung tính của nó, ông cốc đây không tin không nuốt chừng được mày. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi đi, pho tượng kia dần không phát ra âm thanh nào nữa. Đinh Dũng nhìn pho tượng trong túi đựng đồ, hồi lâu không thấy động tĩnh gì mới ho hắng. Lẩm nhẩm, không phải chết rồi chứ? Mày mới chết, đột nhiên, giọng nói yếu ớt vang lên. Sau đó, pho tượng kia hắng giọng, bên trong nó xuất hiện vật thể như cái kén màu đỏ đậm, còn sự xuất hiện của cái kén này khiến không gian bên trong túi đựng đồ lập tức đẩy nó đi mạnh mẽ. Đinh Dũng còn chưa kịp phản ứng lại, thì hình kén kia đã bị không gian trong túi đựng đồ đẩy ra, rơi vào một nơi không xa. Tao muốn nhờ vào sức mạnh của linh huyết mà tạo ra một cơ thể bằng máu. Nhưng tao muốn thôn tính nó bất ngờ. Vừa rồi mày thả huyết linh ra, suýt chút nữa thì nó nuốt chừng tao rồi. Trong vật thể hình kén kia đột nhiên vang lên giọng nói đầy ai oán của cốc thổ phủ. Nói rồi, giọng tên này mang theo vẻ cao ngạo. Hừ, cũng may thực lực của ông mày đây cao cường mới có thể thôn tính được huyết linh này. Tạo nên người thật, Đinh Dũng xứng người. Sau đó cao mày, cơ thể bằng máu đi ngược lại với quy luật của đất trời. Không theo luân thường đạo lý, phải chịu tam tai lục nạn. Cái gan của mày không vừa nhỉ. Mặc dù Đinh Dũng không biết huyết linh nhưng đã từng nghe nói tới cơ thể bằng máu. Trong truyền thuyết, cơ thể bằng máu cần máu lấy từ tim sống 9.999 vạn năm mới có thể ngưng tụ được, là thuật pháp phản lại luân thường đạo lý. Cho dù phải chịu tam tai sáu nạn thì vẫn còn hơn cả ngày phải ở trong pho tượng này. Nghe Đinh Dũng nói vậy, giọng nói của cốc thổ phủ lại lần nữa vang lên. Hắn ở trong pho tượng này không biết bao nhiêu năm rồi. Đã quá chán ghét cuộc sống ở đây, lúc này gặp được dị vật huyết linh như vậy, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Được rồi, mày đã nhận tao làm chủ thì ở bên cạnh tao,
đợi mày làm được 10.000 việc tốt thì tao sẽ thả tự do cho mày. Đinh Dũng lắc đầu, nhặt vật thể hình kén lên. Lúc này, bên trong sảnh dưới tầng hầm đã không còn ai nữa. Đinh Dũng đảo mắt một lượt, sau đó tìm được một lối vào, đi vòng trái vòng phải, quả nhiên quay lại được sảnh chính ở mặt đất. Vừa ra khỏi đây, Đinh Dũng lập tức cởi bộ quần áo và mặt nạ ra, đi ra khỏi đây. Mấy người phía Bách Lý Thuần ở bên ngoài nha môn quỷ đợi từ lúc nào, thấy Đinh Dũng đi ra, bọn họ lập tức tiến tới. Thiết Vô Cực cười nói, cậu Đinh, cuối cùng cậu cũng ra rồi, chúng tôi còn tưởng cậu gặp phải chuyện gì nữa. Vừa rồi tôi thấy một món đồ rất hay ho nên ở lại xem một lúc, Đinh Dũng cười nói, rồi ngáp dài một cái, không nói ra mình đã thấy gì. Thấy Đinh Dũng không muốn nói, mấy người cũng không hỏi thêm, sau khi quyết định chuyến đi tới đỉnh Lạc Hà 3 ngày tới, bọn họ chia nhau mỗi người đi một nơi. Cậu Đinh, cậu đi cùng tôi về chứ, thấy những người khác đều đã rời đi, Thiết Vô Cực nheo mắt nhìn Đinh Dũng cười nói. Nghe vậy, Đinh Dũng sờ vào vật thể hình kén bên trong đã to hơn mấy lần mà lắc đầu nói, ông Thiết, ông về trước đi, tôi ở đây thêm lát nữa. Được, vậy tôi đi trước đây, trên thực tế, Thiết Vô Cực cũng không muốn về cùng Đinh Dũng, lần này ông ta cũng đã đổi được không ít món đồ, đương nhiên muốn tự chiêm ngưỡng nó một mình. Sau khi thấy Thiết Vô Cực rời đi, Đinh Dũng nhanh chóng rời khỏi thị trấn này, sau đó tìm một khe suối hẻo lánh, lấy vật thể hình kén trong túi ra đặt trên mặt đất. Lúc này, vật thể hình kén kia đã dài được nửa mét, sau khi bị Đinh Dũng đặt trên mặt đất, nó lập tức lớn lên trông thấy, chẳng mấy chốc mà đã cao bằng một con người, sau đó bề mặt da của vật thể bắt đầu tách lìa, một người đàn ông cơ thể màu đỏ tía bước ra khỏi vật thể hình kén kia. Ha ha ha, cốc thổ phủ ta cuối cùng cũng ra ngoài được rồi, cuối cùng cũng ra ngoài rồi, người đàn ông với làn da màu đỏ tía chính là cốc thổ phủ với cơ thể màu máu. Cảm ơn đã thả tôi ra, có điều, mày vẫn phải chết, dứt lời, miệng tên cốc thổ phủ nhếch lên, hắn cười giảo hoạt nhìn Đinh Dũng đầy âm mưu. Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày, lạnh giọng nói, mày dám ra tay với tao. Tao có hồn chú trong tay, chỉ cần niệm là mày sẽ hồn bay phách lạc. Ha ha ha, ông cốc đây là võ sĩ Nguyên Anh, chẳng nhẽ lại bị hồn chú còn con trói buộc, cốc thổ phủ bật cười lạnh lùng. Kiếp trước của hắn có tu vi Nguyên Anh. Nếu không phải nỗ lực bước vào thánh cảnh bị phản đồ đánh lén thì có lẽ hắn đã là kẻ mạnh ở cảnh giới thánh cảnh rồi. Mặc dù hồn chú rất mạnh nhưng chỉ cần ngăn cách thần hồn là đã có thể bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn không bị ảnh hưởng. Cốc thổ phủ có niềm tin có thể giết Đinh Dũng trong phút chốc. Chỉ cần chủ nhân của hồn chú chết thì hồn chú sẽ mất tác dụng, đây chính là sự tự tin của hắn. Xem ra mày đã có mưu đồ từ trước, Đinh Dũng bật cười cổ quái, xoa xoa cằm. Hỏi hắn với giọng điệu đầy hứng thú, thế nhưng chỉ với tu vi trúc cơ, mày lấy đâu ra sự tự tin mà giết tao? Mặc dù cốc thổ phủ với cơ thể bằng máu rất mạnh, chỉ cần ngưng tụ lại là có được tu vi trúc cơ, thế nhưng Đinh Dũng đạt cảnh giới kim đan, anh rất hiếu kỳ xem tên này lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Ha ha ha, giết một tiểu bối kim đan như mày, lão tổ đây có thừa cách, dứt lời, mặt cốc thổ phủ trở nên giảo hoạt, toàn thân hắn phát ra thứ ánh sáng màu máu. Sức mạnh linh hồn rất mạnh lấy hắn làm trung tâm, cứ thế ập tới chỗ Đinh Dũng đứng. Sức mạnh linh hồn rất mạnh, không ngờ kiếp trước của tên này lại là người trong thời kỳ Nguyên Anh, Đinh Dũng nheo mắt, thầm nghĩ và bắt đầu sử dụng hồn chú. Một luồng khí vô hình toát ra khỏi người Đinh Dũng, trong chốc lát đã có tác dụng trên người cốc thổ phủ. Khuôn mặt vốn giảo hoạt của hắn trong chốc lát ói ra cả miệng máu, nhưng tốc độ của hắn không hề chậm đi. Mặt hắn càng lưu manh hơn. Cứ thể bổ nhào về phía Đinh Dũng. Lại có thể chống lại sức mạnh của hồn chú cơ à, Đinh Dũng thầm tán thưởng. Sức mạnh của hồn chú không thể giải quyết được cốc thổ phủ ngay lập tức, xem ra tên này quả thực có thừa tự tin. Nếu như đổi thành người khác thì e rằng lần này đã bị anh ép rồi, đáng tiếc đây là lần đầu tiên Đinh Dũng gặp một tên như vậy. Nói thì lâu nhưng mọi việc xảy ra rất nhanh, tốc độ của cốc thổ phủ rất nhanh, giống như tốc độ của dòng điện. Trong chốc lát đã tới trước mặt Đinh Dũng. Bàn tay màu máu như sắp đánh vào đầu Đinh Dũng. Ha ha ha, cốc thổ phủ tao sắp được tự do rồi. Tiểu tử, không ngờ thực lực của ông cốc lại mạnh như vậy phải không? Cốc thổ phủ vừa giống lên, vừa nhếch miệng cười giảo hoạt, giống như đã thấy cảnh tượng Đinh Dũng máu me be bét vậy. Đúng lúc này, trong đôi mắt Đinh Dũng toát ra luồng ánh sáng sắc lạnh. Anh giơ tay phải lên, nắm đấm tay xòe ra bóp lấy tay cốc thổ phủ. Bàn tay hai người chạm vào nhau,
mặc dù ngón đòn này của hắn có sức mạnh không ngờ nhưng Đinh Dũng lại không hề bị lay động, ngược lại anh còn bóp mạnh hơn khiến tay tên này gãy rời. A, à, Cốc Thổ Phủ gào lên thảm thiết, tay còn lại vung về phía Đinh Dũng, kết quả lại bị Đinh Dũng dễ dàng chặn lại. Loại khốn khiếp, mày dám đánh ông mày bị thương à, ông mày nuốt trọn linh hồn mày, thấy thực lực của mình không bằng Đinh Dũng, Cốc Thổ Phủ nắm lấy hai tay Đinh Dũng, sau đó dùng sức mạnh linh hồn, cứ thế để cho sức mạnh theo lòng bàn tay thâm nhập vào cơ thể Đinh Dũng. Lúc này nếu như có tu sĩ ở đây thì nhất định sẽ rất ngạc nhiên vì phía trên của Cốc Thổ Phủ gần như có một con ác ma đang chập chờn cử động đôi cánh, nhìn Đinh Dũng đầy thèm khát. Suy nghĩ của Cốc Thổ Phủ rất hay, dùng linh hồn với sức mạnh bán thánh cảnh định thôn tính tiểu bối cảnh giới kim đan, rõ ràng là việc dễ như trở bàn tay, càng nghĩ vậy, hắn càng thêm hứng thú, kích động mà xông vào trong não bộ của Đinh Dũng. Đúng lúc này, Đinh Dũng nhếch miệng lên, tên Cốc Thổ Phủ này so với cái gì không so, lại cứ đòi so đọ với linh hồn của anh. Đinh Dũng không phản kháng nữa, cứ thế ngưng tụ sức mạnh linh hồn đợi Cốc Thổ Phủ trong tiềm thức. Anh rất muốn biết tên này lát nữa sẽ bày ra bộ dạng thế nào. Gần như chỉ trong chốc lát, ác ma màu máu với đôi cánh kia đã thâm nhập vào nhận thức của Đinh Dũng, nó liếm liếm miệng, sau đó vừa vào trong nhận thức của Đinh Dũng, nó lại như bị sét đánh, cứ thế sững sờ tại chỗ. Trong nhận thức của Đinh Dũng, có một bóng người toàn thân phát ra màu vàng, cơ thể này cao cả trăm trượng, giống như một chiến thần, trong đôi mắt như chuông đồng kia còn mang theo nét uy nghiêm và lạnh lùng. Con ác ma màu máu kia ở trước mặt chiến thần rõ ràng giống như một con rơi chỉ bằng nắm đấm. Dáng vẻ ngạo nghễ ban đầu cứ thế khiến cho Cốc Thổ Phủ với vẻ mặt giảo hoạt phải biến sắc. Sau đó hắn lập tức gào lên thảm thiết, không thể nào, không thể nào, mày không phải là cảnh giới kim đan. Mày rốt cục là ai? Đinh Dũng không lên tiếng, cơ thể giống như chiến thần kia cứ thế vung tay bóp lấy cổ Cốc Thổ Phủ rồi nhấc hắn lên như nhấc một con gà con vậy. Thánh cảnh, mày là thánh cảnh, đừng giết tôi, chủ tử, đừng giết tôi. Bị Đinh Dũng nhấc lên, Cốc Thổ Phủ tái mét mặt, sau đó bày ra bộ mặt nịnh nọt, chủ tử, đừng giết tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho chủ tử bảo tôi làm gì cũng được. Chỉ cần tha cho tôi cái mạng này, Cốc Thổ Phủ tôi nguyện kiếp này làm nô bộc cho người. Cơ thể bằng máu của tên này vừa ngưng tụ ra đã có được thực lực như vậy, quả nhiên không hề đơn giản, Đinh Dũng nghĩ ngợi một hồi, bàn tay khẽ dùng lực, Cốc Thổ Phủ lại gào lên thảm thiết. Tha cho tôi đi mà, chủ tử, tôi sai rồi, tha cho tôi đi mà, Cốc Thổ Phủ lại một lần nữa gào thét, nào là thể diện hay tôn nghiêm, khi đối diện với cái chết, tất cả cũng chẳng là gì. Hắn vội cầu xin, chủ tử, tha cho tôi một lần, chỉ cần người không giết tôi sẽ nói cho người một bí mật động trời, lần đại diệt thứ 6 sắp đến rồi. Lần đại diệt thứ 6, Đinh Dũng cau mày, cánh tay khẽ vung khiến cho linh hồn của Cốc Thổ Phủ bay ra khỏi tiềm thức, anh lạnh giọng nói, tha cho mày một lần, còn có lần nữa, giết không tha. Nghe Đinh Dũng nói vậy, linh hồn của Cốc Thổ Phủ mới thâm nhập vào cơ thể, hắn lập tức quỳ xuống dập đầu nhận sai, tôi không dám. Tôi không dám nữa, chủ tử, tôi không dám nữa đâu. Lần đại diệt thứ 6 mà mày nói là có ý gì, Đinh Dũng cau mày hỏi. Anh đã sống rất lâu rồi, đương nhiên biết thế giới này xảy ra quá nhiều biến cố, nhưng mỗi lần đều xảy ra khi anh chìm vào giấc ngủ say, vì vậy anh căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không thể ngăn lại, lúc này nghe Cốc Thổ Phủ nói vậy, Đinh Dũng mới chợt ngỡ ngàng. Tôi cũng vào lần đại diệt thứ 5, Cốc Thổ Phủ nói tới đây thì ngưng lại. Đột nhiên có giọng nói vang vọng trong không gian. Sau đó, một cơ thể từ trong không trung đáp xuống, mang theo nụ cười giảo hoạt, tôi xem cô chạy đi đâu. A, à, tiếng thét vang vọng, bóng hình kia đáp xuống cách Đinh Dũng không xa, là một nữ nhân giả trang nam nhân. Đinh Dũng và Cốc Thổ Phủ vô thức nhìn về phía người con gái này và lập tức nhận ra thân phận của cô ta. Là cô, Đinh Dũng xứng người, cô ta chính là người có được con dao ngắn của anh trong buổi đấu giá ban nãy. Chạy đi đâu, đột nhiên, một tiếng thét vang lên từ phía sau, ngay sau đó, một gã đàn ông để râu quai nón lao đến, sau khi thấy Đinh Dũng và Cốc Thổ Phủ, gã này chợt sững sờ, rồi bật cười gian manh, ra giọng nạt nộ tiểu tử, nhìn cái gì mà nhìn. Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, biết điều thì để lại bảo bối trên người, sau đó cút lại đây dập đầu ba cái thì tao tha cho mày một mạng. Nghe gã đàn ông kia nói vậy, Đinh Dũng nhướng mày. Nhìn cô gái đang giả trang thành nam kia rồi lại nhìn sang gã đàn ông mà hiểu ra mọi chuyện. Thế rồi, Đinh Dũng hỏi với giọng đầy hứng thú, mày muốn cướp của tao? Thừa lời,
biết điều còn không mau cút lại đây dập đầu cho tao, gã đàn ông để râu quai nón bật cười lạnh lùng, vẻ mặt gian dảo nạt nộ. Việc này chẳng liên quan gì đến anh ta, anh cần con dao này, tôi đưa cho anh là được. Đúng lúc này, cô gái giả trang thành nam nghiến răng, cứ thế đưa con dao trong tay cho gã đàn ông để râu quai nón, trong ánh mắt mang theo vẻ không nỡ, giờ anh có thể thả chúng tôi được chưa? Hừ, không để lại bảo bối mà đòi đi, nghe cô gái kia nói vậy, gã đàn ông để râu quai nón hắng giọng, mặt mày bất thiện đi tới phía Đinh Dũng, tiểu tử, không biết điều thì đừng trách ông đây không nương tình. Xin lỗi, đều là do tôi hại anh, thấy gã đàn ông râu quai nón cầm con dao hùng hổ đi tới phía Đinh Dũng, cô gái giả trang thành nam nghiến răng bặm môi, áy náy, cứ thế xin lỗi Đinh Dũng không ngừng. Thấy cảnh này, Đinh Dũng gật đầu cười bất lực, cô gái này đúng là ngây thơ. Cút đi, đúng lúc này, Cốc Thổ Phủ đang quỳ trên đất chợt đứng phát dậy, nhìn chằm chằm vào gã râu quai nón đang lại gần mà gần giọng, còn tiến thêm một bước, ông mày lấy mạng mày. Khốn nạn! Thằng oát con da còn đỏ hỏn mà đòi nói năng với ông mày vậy à, muốn chết phải không, nghe Cốc Thổ Phủ nói vậy, gã đàn ông râu quai nón tái mặt, lao như mũi tên về phía trước, cứ thế đạp vào bụng Cốc Thổ Phủ. Cốc Thổ Phủ mặt mày rảo hoa thấy rõ, tên Đinh Dũng trời đánh giày vò hắn đã đành, tên này cũng dám giễu võ dương oai trước mặt hắn. Hắn giơ tay lên bạt về phía tên kia. Gã đàn ông để râu quai nón cứ thế đạp thật mạnh vào bụng Cốc Thổ Phủ. A, à, cẩn thận! Cô gái giả trang kia thét lên nhưng đã muộn rồi, bàn chân gã râu quai nón kia đã đạp vào bụng Cốc Thổ Phủ. Thế nhưng điều khiến người ta bất ngờ đó là Cốc Thổ Phủ lại có thể địch lại cú đạp đó của gã mà không hề xê dịch, ngược lại, cái tát của hắn cứ thế bạt vào mặt gã đàn ông để râu quai nón. Chỉ nghe một âm thanh chát chúa vang lên, cái bạt của tên kia với lực đạo rất mạnh, cứ thế giáng vào lớp da thịt của gã đàn ông để râu quai nón khiến hắn bay ra khỏi đó. Hắn bị tát cho không còn ra hình người, mũi lõm vào trong, mặt bê bết máu, mới chỉ vài phút ngắn ngủi, gã đàn ông để râu quai nón đã im bặt không còn tiếng gào thét, gã cứ thế ngã ra đất mà dứt hơi thở. Dám giễu võ dương oai trước mặt ông Cốc đây, đáng chết, Cốc Thổ Phủ hắng giọng, mặt mày tôi độc thấy rõ. Thấy cảnh này, Đinh Dũng không lấy làm lạ, cơ thể bằng máu của tên này vừa xuất thế đã có thực lực trúc cơ. Đối phó với một tên đến võ đạo đại sư cũng không bằng thì chỉ cần một chiêu cũng có thể giết chết. Lúc này nhìn bộ dạng tôi độc của Cốc Thổ Phủ, Đinh Dũng mới lạnh lùng nói, còn không quay lại. Sau này không được giết người tùy tiện, Đinh Dũng cau mày lạnh lùng nói. Cốc Thổ Phủ mặt mày vốn còn giảo hoạt, sau khi cảm nhận được ánh mắt của Đinh Dũng, hắn liền nghiến răng rồi lập tức rụt cổ lại, vẻ mặt nịnh bợ, nói chủ tử, tôi không phải là vì người cả sao. Tên này dám bất kính với người, đáng chết thật mà. Sau này tôi sẽ nghe theo người, không giết người bừa bãi nữa, nói tới đây, mặt Cốc Thổ Phủ tỏ ra nịnh nọt hơn ban nãy. Đinh Dũng ho hắng một tiếng, day day chán bất lực. Hắn ta rốt cục là ai mà có thể lật mặt nhanh hơn lật sách thế này không biết. Anh không biết phải dạy dỗ hắn thế nào nữa. Ở một bên, cô gái giả trang thành nam kia sợ hết hồn, mãi tới bây giờ mới phản ứng lại. Thét lên chỉ vào Đinh Dũng, hắn giết người. Không giết gã ta thì chúng ta sẽ phải chết, Đinh Dũng đi tới, lấy con dao trong tay gã đàn ông râu quai nón đã tắt thở rồi lại đi về phía cô gái, nói cô cầm lấy, mau đi đi. Cô gái kia bị Đinh Dũng dọa cho run người, thấy Đinh Dũng không có ác ý mới thận trọng nhận lấy con dao, nhìn Đinh Dũng thật lâu rồi chạy một mạch không quay đầu lại. Đợi cô ta rời đi, Đinh Dũng mới liếc sang nhìn Cốc Thổ Phủ. Tháo lớp mặt nạ kim loại ra, đưa cho hắn, nói, đeo nó lên, tránh dọa người khác, còn cái xác này, mày xử lý đi. Vâng, chủ tử, nghe vậy, Cốc Thổ Phủ lập tức gật đầu ngoan ngoãn. Đinh Dũng nói xong thì quay người đi về phía xa, vẻ mặt nịnh bợ của Cốc Thổ Phủ cũng dần biến mất, hắn nhìn theo bóng người Đinh Dũng mà sắc mặt càng giảo hoạt hơn, trong lòng hãy còn hằn học, rồi sẽ có một ngày ông Cốc đây sẽ cho mày biết thế nào là tàn nhẫn. Rồi sẽ có một ngày, tao nhất định sẽ thoát khỏi sự ràng buộc này. Đúng lúc này, Đinh Dũng chợt cau mày, quay đầu lại nhìn Cốc Thổ Phủ. Cốc Thổ Phủ hãy còn chìm trong suy nghĩ giết hại Đinh Dũng, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt đó của Đinh Dũng, hắn thầm gào thét trong lòng, vội bày ra vẻ mặt nịnh bợ tiếp. Tên này trời sinh tính phản bội, cũng may sức mạnh linh hồn của mình đủ mạnh, Đinh Dũng lắc đầu, thu ánh mắt về. Tên Cốc Thổ Phủ tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện nghe theo mình.
Nếu không phải sức mạnh linh hồn của Đinh Dũng đủ lớn mạnh và khiến cho hồn chú không bị mất tác dụng thì e rằng đã bị tên này làm phản hại chết rồi. Kể cả là Đinh Dũng thì cũng không ngờ tới cơ thể bằng máu của cốc thổ phủ vừa ngưng tụ lại đã có được thực lực trúc cơ, nghĩ lại thì thả hắn ra cũng không phải không thể, dù sao thì có hồn chú trong tay, tên này sẽ không dám hỗn xược. Ngược lại bên cạnh Đinh Dũng lại có thêm một tên nô lệ với thực lực trúc cơ nên rất nhiều việc anh không cần đụng tay đến. Vừa rồi, gã đàn ông bị giết hại cũng là một ví dụ điển hình. Có điều, tên này ra tay quá tàn độc nên lại là việc rắc rối. Hiện giờ là chế độ hành pháp, việc tùy tiện giết người đối với Đinh Dũng mà nói lại không phải là rắc rối nhưng vẫn nên hạn chế giết người một cách tối đa. Sau khi xử lý cái xác của gã đàn ông râu quai nón, Đinh Dũng mới dẫn cốc thổ phủ về biệt thự Thanh Thành Sơn. Cốc thổ phủ đeo thêm mặt nạ và đội nón đầu, cơ thể màu máu của hắn hoàn toàn được che đi, người thường sẽ không nhận ra có vấn đề gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.